Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 19. Võ Thánh Đỉnh Phong. Người này giết vào cấm địa nhà họ Long chúng ta, đúng là ma quỷ, lão tổ, xin ngài ra tay, giết kẻ này đi. Giết, giết, lão tổ, giết Diệp Bắc Minh. Rất nhiều người đang gào lên. Bố mẹ hoặc con vợ con của họ đều chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Chỉ có hận thù ngút trời với Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của Long Hiên Viên lạnh như băng, giọng nói giả nua vang lên, Diệp Bắc Minh. Cái tên của cậu, sau khi tôi bế quan, một tháng nay. Tổng cộng đã nghe nói 13 lần rồi. Không ngờ cậu to gan như vậy, dám giết vào cấm địa nhà họ Long thật. Long Hiên Viên lắc đầu, giọng điệu lạnh lùng. Ông ta giống như hoàng đế, ra lệnh cho Diệp Bắc Minh, không muốn để tôi ra tay, thì cậu tự vẫn đi. Đó chính là sự tự tin của Võ Thánh Đỉnh Phong. Là sự tự tin của nhà họ Long. Càng là sự tự tin của gia tộc người canh giữ Long Quốc. Muốn một người chết, một câu là đủ. Thư ký Tiền kinh hãi, Long Hiên Viên, không thể động vào cậu ta. Anh ta trực tiếp lấy Long Tỷ ra, Long Chủ đã nói, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Diệp Bắc Minh. Long Hiên Viên nhìn thấy Long Tỷ, liền cau mày. Cho dù ông ta là người canh giữ của Long Quốc, cảnh giới Võ Thánh Đỉnh Phong cũng không dám hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Long Chủ. Cân nhắc thiệt hơn. Long Hiên Viên lạnh lùng gật đầu, tôi có thể nể mặt Long Chủ, cũng là lần cuối cùng. Tôi có thể giữ lại cái mạng cho cậu ta. Cảm ơn tiền bối. Thư ký Tiền thở nhẹ nhõm. Liền sau đó. Nhưng, Long Hiên Viên tiếp tục nói, tôi có 3 điều kiện. Thư ký Tiền ngẩn người, ánh mắt nghiêm trọng, ông nói đi. Giọng của Long Hiên Viên xuyên qua không khí, thứ nhất, thanh kiếm của cậu ta. Tôi muốn có nó. Thứ hai, quỷ môn thập tam châm trong tay cậu ta. Tôi cũng muốn có nó. Thứ ba, bảo cậu ta tự cắt đứt kinh mạch, tự phế đan điền, chém một cánh tay, một chân. Sau đó, vĩnh viễn cút ra khỏi cấm địa nhà họ Long. 3 điều kiện. Điều kiện nào cũng quá đáng. Điều kiện nào cũng không thể chấp nhận. Thư ký Tiền mở to con mắt, việc này, làm sao mà được. Long Hiên Viên cười giữ tợn một tiếng, không được ư. Cậu đi theo Long Chủ nhiều năm, chẳng lẽ không biết trước mặt cường giả tuyệt đối, từ chối có nghĩa là chết sao? Một luồng sát ý băng lạnh ập đến. Ông, thư ký Tiền sững người, cơ thể không ngừng run lên. Long Tỷ cũng không thể uy hiếp được ông ta. Long Hiên Viên quá mạnh. Soạt. Đôi mắt của Long Hiên Viên sầm xuống, cậu nhóc, còn cậu thì sao? Chết, hay là đồng ý với 3 điều kiện của tôi? Hống hách, ngạo mạn, bá đạo, im lặng như cái chết. Đến 10 giây trôi qua, giọng của Diệp Bắc Minh mới vang lên, sức kiên nhẫn của tôi có hạn, ông còn không nói. Nhưng, câu này không phải nói với Long Hiên Viên, mà nói với Cửu Thiên Tuế. Long Hiên Viên lộ vẻ mắt sát khí. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nhóc con, tôi đang nói với cậu, cậu không nghe thấy hả? Diệp Bắc Minh trực tiếp phớt lờ Long Hiên Viên, lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Tuế, tôi đang nói với ông đấy, ông không nghe thấy hả? Lời nói giống y như nhau. Long Hiên Viên nói với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nói với Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế ngẩn người. Tên nhóc này điên rồi sao? Thư ký Tiền cũng sợ giật mình. Cửu Thiên Tuế phản ứng lại. Tức giận quát, Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày điên rồi phải không? Lão tổ của nhà họ Long tao cũng ra rồi, mày còn hống hách ở đây cái gì? Sát ý trong ánh mắt Long Hiên Viên càng lúc càng âm lạnh, Diệp Bắc Minh, mày. Lão già, câm miệng cho tôi. Diệp Bắc Minh trực tiếp quát một tiếng, chẳng thèm quay đầu nhìn ông ta, ông còn nói thêm một chữ, tôi giết luôn cả ông. Cậu nói cái gì? Long Hiên Viên giật khóe mắt. Ông ta cố gắng kiềm chế cơn lửa giận trong lòng, Diệp Bắc Minh, mày. Bốp! Diệp Bắc Minh buông tay, ném Cửu Thiên Tuế sang một bên. Quay đầu, giống như một con thú hoang khát máu, nhìn Long Hiên Viên bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi đã nói, ông còn nói thêm một chữ, tôi giết luôn cả ông. Mẹ kiếp, ông không nghe lời hả? Anh gầm lên trong lòng một tiếng, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi sức mạnh. Bất luận rút của tôi bao nhiêu nội lực, chỉ cần giết được tên ngu ngốc này. Một đòn giết chết. Tháp càn khôn chấn ngục thản nhiên trả lời, như cậu mong muốn. Diệp Bắc Minh bỗng bùng lên, cơ thể giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào,
hai tay nắm chặt kiếm Đoạn Long. Trong tích tắc, chém ra một đường kiếm. Đồ ngốc tự cho mình hay lắm, chết đi cho tôi. Bạo ngược, điên cuồng, hung hãn. Long Hiên Viên giật mí mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên. Một đường kiếm khí ngút trời được chém ra từ kiếm Đoạn Long giống như một dải tinh hà rơi xuống. Long Hiên Viên cảm nhận được sức mạnh hủy diệt. Đồng tử của ông ta co mạnh lại, sức mạnh này, mày có thể phát ra sức mạnh như này. Làm sao có thể? Đáng chết! Liền sau đó, tất cả người nhà họ Long đều không dám tin. Long Hiên Viên lại qua người định bỏ chạy không hề do dự. Tốc độ của ông ta có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng kiếm của Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt, kiếm khí khóa chặt Long Hiên Viên. Long Hiên Viên tuyệt vọng, bị ánh kiếm bao trùm, sủa ầm ĩ như con chó mất chủ. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày, mẹ kiếp, rốt cuộc mày là quái vật gì? Diệp Bắc Minh bị kiếm khí che phủ. Giọng nói đột ngột dừng lại. Một kiếm, giết chết võ thánh đỉnh phong. Cái này vẫn chưa xong, sau khi kiếm khí tràn ngập Long Hiên Viên, xâm nhập vào trong vách đá phía sau lưng ông ta. Vách đá chấn động giống như xảy ra động đất, bị kiếm khí cứng rắn chém xuống một đường rãnh khủng khiếp sâu mười mấy mét. Một kiếm này của Diệp Bắc Minh gần như bổ vách đá sơn cốc. Tất cả đều quay về yên tĩnh. Long Hiên Viên không thấy, bị một kiếm xóa bỏ. Đừng nói là thi thể, ngay cả mảnh vụn cũng không còn sót lại. Đầu thư ký Tiền vù vù, trống rỗng. Long Hiên Viên, chết. Bị Long Soái giết. A, à, đám người nhà họ Long hoảng sợ hét lớn, mặt mày kinh hoàng, con người như sắp trừng ra ngoài. Ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Bị dọa sụi lơ trên đất. Cái này, lão tổ, sao có thể? Cửu Thiên Tuế cũng sợ choáng váng. Trên quần xuất hiện mảng nước đọng lớn. Điện chủ huyết hồn đang bị quỷ môn thập tam châm dày vào nhìn thấy cảnh này, sau khi sợ hãi kêu thảm thiết mấy tiếng, con người lồi ra, ngừng kêu. Ông ta bị hù chết rồi. Cùng lúc đó, trong một mật thất tối tăm nào đó ở Long Quốc, một ngọn đèn trong chín ngọn đèn hồn đang đột nhiên tắt đi. Một lão giả trong mật thất mở mắt, nhìn về phía ngọn đèn hồn đăng đã mất kia. Sâu trong con người già nua đều là vẻ không tin nổi, Long Hiên Viên chết. Làm sao có thể? Người đâu, mau đi điều tra xem cấm địa nhà họ Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy giây sau, bên tai đám người truyền đến giọng nói lạnh băng, nói ra tất cả, tôi cho ông sảng khoái. Cửu Thiên Tuế ngẩng đầu lên nhìn. Diệp Bắc Minh đi tới. Từ trên cao nhìn xuống, giống như thần chết, toàn thân Cửu Thiên Tuế run rẩy, đưa một tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, mày. Phốc, một kiếm của Diệp Bắc Minh chém rơi cánh tay của Cửu Thiên Tuế, bảo ông nói, không bảo ông chia tay. Cửu Thiên Tuế, trợn trừng mắt, gần như sắp bị dọa chết. Phốc, Diệp Bắc Minh bắn ra mấy cây kim bạc, đâm vào cơ thể Cửu Thiên Tuế, tôi không bảo ông chết, ông dám chết. Quá mức ngông cuồng. Ngay cả chết cũng không phải do bản thân mình khống chế. Da đầu mọi người tê dại. Toàn thân nổi da gà. Rất nhiều người trực tiếp bị dọa sợ bật khóc, Diệp Bắc Minh cho người ta cảm giác quá đáng sợ. À, ma quỷ, mày là ma quỷ. Cửu Thiên Tuế sợ phát điên, xoay người dùng bắp đùi cuối cùng trà trên mặt đất. Giống như một con sâu, uốn éo bò ra phía xa. Diệp Bắc Minh đi tới. Một cước giẫm vào đầu Cửu Thiên Tuế. Một mùi vị tử vong truyền tới. Tôi nói. Phòng tuyến trong lòng Cửu Thiên Tuế hoàn toàn sụp đổ. Nếu như cho ông ta một cơ hội, kiếp này ông ta cũng không muốn trêu chọc Diệp Bắc Minh thêm nữa, thậm chí ngay cả tên anh cũng không muốn nghe. Ma quỷ. Cậu thanh niên này chính là ma quỷ. 23 năm trước từ Côn Luân Khư truyền ra một truyền thuyết. Có một người phụ nữ mang thai đánh cắp một món chí bảo của Côn Luân Khư. Hình như là một loại tháp. Tháp. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động đậy. Chẳng lẽ là tháp Càn Khôn Chấn Ngục? Bất kỳ gia tộc nào chỉ cần có được tòa tháp kia, có thể trong nháy mắt bước vào gia tộc võ đạo hàng đầu. Mấy người canh giữ gia tộc chúng tôi cũng ra tay, những võ giả khác đi theo tham dự, chúng tôi lo lắng võ giả phổ thông biết được bí mật này. Cho nên đã nói cướp đoạt đan dược trên người mẹ cậu, thật ra, mục tiêu của chúng tôi chính là tòa tháp kia. Cửu Thiên Tuế rất yếu ớt. Phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Một chữ cũng không dám giấu giếm. Thực lực của người phụ nữ rất khủng khiếp,
mấy người canh giữ chúng tôi cũng nhau liên thủ, cuối cùng khiến bà ta trọng thương. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, sát ý tăng vọt, có những ai ra tay? Cửu Thiên Tuế trả lời, Long Quốc, tất cả người canh giữ. Trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra sát ý ngút trời, giống như sóng thần phun trào. Những người canh giữ của Long Quốc, vì ham muốn cá nhân mà ra tay với một người phụ nữ mang thai. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh cười đến chảy nước mắt, thư ký Tiền, ông nhìn thấy chưa? Thư ký Tiền cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những người canh giữ nên bảo vệ hàng triệu phụ nữ và trẻ em, sao có thể ra tay với một phụ nữ có thai? Anh có thể cảm nhận được sự tức giận của Diệp Bắc Minh. Toàn thân Cửu Thiên Tuế run rẩy, sau khi mẹ cậu bị thương, chúng tôi đã ban bố lệnh truy nã ở Long Quốc. Người phụ nữ này rất thông minh, trực tiếp chạy trốn dưới mắt chúng tôi, tiến vào Long Đô. Giọng Cửu Thiên Tuế tiếp tục truyền tới, sau này chúng tôi mới biết, nhà họ Diệp Long Đô không biết điều, giữ mẹ cậu lại. Còn cho bà ta thành thân giả với Diệp Minh Viễn, sau này sinh ra cậu. Nhà họ Diệp cũng vì vậy mà bị trừng phạt. Nếu không phải là vì nhà họ Diệp cũng đã có người canh giữ, không thì e rằng đã bị diệt. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra. Nhà họ Diệp Long Đô đã giúp mẹ. Anh có chút bất ngờ. Khó trách miếng ngọc bội chứa tháp càn khôn chấn ngục lại ở trong tay Diệp Lăng Tiêu. Đều đã nói ra hết. Là mẹ giữ tháp càn khôn chấn ngục ở lại nhà họ Diệp. Nếu đã như vậy, sau đó mẹ đi đâu? Sau đó thì sao? Cửu Thiên Tuế tiếp tục nói, sau đó, chúng tôi đuổi giết người phụ nữ này trên toàn thế giới, tiến hành đánh một trận cuối cùng ở Vantis. Trận chiến ấy chúng tôi vẫn thất bại, người phụ nữ này, đáng sợ, quá đáng sợ. Còn người Cửu Thiên Tuế co rút lại, giống như đang nhớ lại một chuyện vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, bà ta biến mất, chúng tôi cũng không biết bà ta đi đâu. Còn người Diệp Bắc Minh ngày càng lạnh băng, còn nữa không? Tốt nhất ông nói hết một lần đi. Cửu Thiên Tuế run rẩy, 5 năm trước, chúng tôi đã biết được sự tồn tại của cậu. Chúng tôi muốn đánh cược một lần, có lẽ lợi dụng được cậu sẽ dụ được mẹ cậu đi ra. Vì vậy, tôi và Ngụy Công liên thủ, bày kế giết nhà bố mẹ nuôi cậu. Lại cho người đuổi giết cậu, nhưng không lập tức giết chết cậu. Chỉ là để dụ mẹ cậu xuất hiện, ai ngờ, cậu lại bị một cường giả thần bí cứu đi. 5 năm sau mang theo thực lực võ đạo nghịch thiên quay về. Cường giả thần bí đó chính là lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu. Chuyện về sau, cậu đều biết rồi, nhiều như vậy. Cửu Thiên Tuế hối hận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sớm biết có ngày hôm nay, 5 năm trước đã nhổ cỏ tận gốc rồi. Không cho Diệp Bắc Minh bất kỳ cơ hội. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn. Diệp Bắc Minh vô tình mở miệng, lão già, ông đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa? Cửu Thiên Tuế có dự cảm xấu, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, đuổi giết mẹ tôi, toàn tộc không chừa một mống. Giơ tay lên, một kiếm chém ra. Tầng lớp cấp cao còn lại nhà họ Long bị kiếm đoạn Long quẹt qua, tất cả đều bị chém thành 2 khúc. Ông cũng lên đường đi. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, giơ chân. Hung hăng đạp xuống. Đầu Cửu Thiên Tuế nổ ầm ầm. Quẹ. Đám người thư ký Tiền dẫn tới đều điên cuồng nôn mửa. Thư ký Tiền cũng bị thủ đoạn mạnh mẽ của Diệp Bắc Minh làm cho kinh động. Người canh giữ gia tộc nhà họ Long cứ như vậy bị tiêu diệt. Giống như nằm mơ vậy. Làm xong tất cả những thứ này. Khóe miệng Diệp Bắc Minh lóe lên nụ cười nhạt, tất cả người canh giữ của Long Quốc, thú vị, quá thú vị. Trong nửa ngày, những người đó đều là vật tế thần, được các người đùa giỡn trong tay. Thư ký Tiền sợ hết hồn. Run rẩy nói, Long Soái, tất cả người canh giữ cũng ra tay rồi. Chẳng lẽ cậu muốn giết sạch những người canh giữ Long Quốc sao? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, người canh giữ Long Quốc thì sao? Cho dù là Thiên Vương Lão Tử, chỉ cần ra tay với mẹ tôi, tất cả đều giết không tha. Lời vừa dứt. Bốp 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 bốp. Một chàng vỗ tay truyền tới, xuất sắc, thật là xuất sắc. Em họ của tôi, không ngờ cuộc đời cậu lại xuất sắc như vậy. Vì để báo thù cho mẹ, những gì trải qua thật sự khiến người ta cảm động. Tôi cũng muốn bật khóc đây này. Một người đàn ông mặc đồ tím đi tới. Diệp Phi Phàm. Còn 4 lão giả học viện thiên thần.
khí tức của bọn họ yếu hơn Long Hiên Viên một chút. Nhưng cũng có thực lực võ thánh trung kỳ đáng sợ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống, tháp càn khôn chấn ngục, kẻ địch tới ông cũng không cảm nhận được, có chút không đáng tin cậy nhé. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, nhóc con, cậu chẳng chút phúc hậu gì cả. Vừa rồi một kích giết chết Long Hiên Viên đã dùng đến 90% nội lực của cậu. Năng lượng không đủ, cảm giác biến mất, cho nên không nhận ra được. Giây tiếp theo, giọng nói tháp càn khôn chấn ngục có chút nghiêm trọng, nhóc con, bây giờ chỉ còn lại 10% nội lực, dù có mượn sức mạnh của tôi bộc phát cũng không thể nào giết 4 võ thánh trung kỳ bọn họ đâu. Diệp Bắc Minh nhìn mấy người trước mắt, không có chút ý tứ sợ hãi. Anh từ cách nói chuyện của người đàn ông áo tím suy đoán, anh là người nhà họ Diệp Côn Luân Khư. Diệp Phi Phàm cười lớn, ha 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 ha, em họ tốt của tôi, xem ra con phế vật Diệp Ngưng Huyên đã tìm đến cậu. Tôi tự giới thiệu, tôi tên Diệp Phi Phàm, người đứng đầu nhà họ Diệp Côn Luân Khư. Diệp Bắc Minh có chút hứng thú nhìn hắn, anh tìm tôi có chuyện. Một câu nói hời hợt. Diệp Phi Phàm ngây người. Hắn rất không thích thái độ thờ ơ này của Diệp Bắc Minh. Sắc mặt trầm xuống, Diệp Bắc Minh, cậu không biết tình hình của mình sao? Tình hình gì? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, bây giờ toàn bộ nhà họ Diệp Côn Luân Khư đã ở dưới sự khống chế của tôi. Ông ngoại kia của cậu bây giờ cũng đang thoi thóp, chỉ còn lại một hơi. Chờ chút. Diệp Bắc Minh lập tức cắt đứt Diệp Phi Phàm. Tôi không muốn nghe các người nói về nhà họ Diệp Côn Luân Khư chó má gì đó, người trong miệng anh cũng không phải ông ngoại tôi. Chuyện nhà họ Diệp Côn Luân Khư không liên quan đến tôi. Tôi cũng không có chút hứng thú nào. Lời này vừa nói ra. Diệp Phi Phàm ngơ ngác. Hắn đã ảo tưởng qua các loại phản ứng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sẽ phẫn nộ. Sẽ kinh ngạc. Sẽ tức giận. Duy chỉ không nghĩ ra Diệp Bắc Minh lại nói ra được những lời này. Nhóc con này là sao vậy? Không theo kế hoạch. Diệp Bắc Minh xua tay. Làm dáng vẻ đuổi ruồi, nhân lúc tôi không có hứng thú với mấy người, cút đi. Mày! Diệp Phi Phàm nghẹn giọng. Không lời nào chống đỡ. 4 lão giả sau lưng Diệp Bắc Minh, trong mắt lộ ra sát ý. Nói nhảm với hắn làm gì, lập tức bắt lại. Một lão giả mặt ngựa cười lạnh, chém đứt một tay, một chân, xem hắn mạnh miệng thế nào. Cẩn thận, vừa rồi hình như tên nhóc này đã lợi dụng bí pháp gì đó. Một lão giả khác nhắc nhở, trong nháy mắt có thể bộc phát ra nội lực, giết một người canh giữ của giới thế tục chỉ vài giây. Lão giả mặt ngựa khinh thường, chắc hẳn là đốt cháy máu tươi, cưỡng ép bộc phát ra một kích chí mạng. Lối đánh tự hủy hoại này học viện thiên thần chúng ta không 1000 loại thì cũng có 800. Tôi cũng không tin, tên nhóc này còn có thể đánh thêm một kích như vậy. Lão giả mặt ngựa cười gằn. Diệp Bắc Minh nghe thấy 4 chữ, học viên thiên thần, trên người trong nháy mắt bộc phát ra sát khí kinh khủng, các người ở học viện thiên thần. Vậy thì sao? Lão giả mặt ngựa lập tức ra tay. Xoạt! Một móng vuốt khô khốc chụp về phía yết hầu Diệp Bắc Minh. Đúng thì phải chết. Một tiếng quát. Kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh chém về phía móng vuốt lão giả. Lão giả mặt ngựa cảm giác được nguy hiểm, thu hồi móng vuốt. Tăng thêm tốc độ. Hóa thành một đường tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Một quyền đánh về phía ngực anh. Vèo. Tốc độ của Diệp Bắc Minh nhanh hơn, lại né tránh được một kích này, khiến công kích của lão giả mặt ngực rơi vào khoảng không. Lão giả mặt ngựa sững sờ. Không để trong lòng, con kiến hôi thôi mà. Dù thân pháp có chút lợi hại, cũng không đáng nhắc tới. Lão giả mặt ngựa giẫm một cái. Lại một lần nữa xông đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Móng vuốt khô khốc chụp vào tim Diệp Bắc Minh, nhóc con, chỉ có loại thực lực này sao? Hình như mày không được ổn lắm nhỉ, tao còn tưởng rằng mày mạnh thế nào chứ? Vậy sao? Diệp Bắc Minh đột nhiên cười quỷ dị. Toàn thân bộc phát ra sát khí khủng khiếp. Anh vận hành Long Đế Quyết. Máu tươi của đám người nhà họ Long trong sân tập trung về phía anh. Từ sau khi Diệp Bắc Minh học Long Đế Quyết, mỗi lần nhìn thấy máu tươi đều có suy nghĩ muốn hấp thụ. Suy nghĩ này trước kia được anh áp chế vững vàng. Lần này, anh không áp chế nữa. Máu tươi của đám người nhà họ Long tràn vào trong cơ thể, hóa thành một nhóm năng lượng tàn bạo. Tiếp đó bộc phát ra, vào trong kiếm đoạn Long. Ngao ồ!
Tiếng rồng ngâm bùng nổ, kiếm Đoạn Long đột nhiên như được sống lại. Một kiếm chém về phía cánh tay lão giả mặt ngựa. Huyết quang ngất trời. Giống như là một con huyết long chém ra. Xoẹt. Nổ tung. Máu tươi đầm đìa. Xương thịt xen lẫn máu tươi bắn tung tóe, rơi trên mặt lão giả mặt ngựa. A! À, lão giả mặt ngựa kêu thảm một tiếng, trong mắt đỏ bừng, bộc phát ra quang mang khát máu, gào thét: nhóc con, mày dám phế một tay của ông đây. Con mẹ nó mày quả thật đáng chết. Chết cho tao. Lão giả mặt ngựa bị tức giận làm lu mờ đầu óc, vốn không cân nhắc đến vấn đề sức chiến đấu của Diệp Bắc Minh. Cánh tay còn lại của ông ta đánh về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nắm quả đấm của lão giả mặt ngựa, dùng sức bóp một cái. Thương Long Kình và Long Đế Quyết. Sức mạnh tăng gấp 10 lần. Bùm! Quả đấm của lão giả mặt ngựa lập tức nổ tung. Phát ra tiếng kêu gào đau đớn, a! À. Trên người Diệp Bắc Minh xuất hiện hình ảnh huyết long. Giơ tay lên, một quyền đánh vào tim lão giả mặt ngựa. Lộp cộp! Tim lão giả mặt ngựa xuất hiện một lỗ thủng, bị một quyền của Diệp Bắc Minh đánh thủng cơ thể. Rít! Diệp Phi Phàm nuốt nước miếng, giọng nói run rẩy: cái này, sao có thể? Diệp Bắc Minh, cậu sao có thể có được loại thực lực này? À, tôi biết rồi, món đồ kia nhất định có trên người cậu đúng không? Soạt! Giây tiếp theo, ánh mắt ba lão giả còn lại của Học viện Thiên Thần nóng như lửa, giống như sói đói nhìn thấy người đẹp. Trong con người già nua, tinh mang lóe lên, tràn đầy tia máu tham lam. Đừng giết! Chém tứ chi hắn, để lại miệng cho hắn nói chuyện. Người này rất mạnh, nhưng đồ trên người của người này khiến bọn họ quên mất cái chết của lão giả mặt ngựa. Hơn nữa, ba võ thánh trung kỳ đồng loạt ra tay, nhóc con này còn có cơ hội. Các người đều phải chết. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, hình ảnh huyết long trên người đang gầm thét. Máu tươi trên người lão giả mặt ngựa lập tức bay ra ngoài, tràn vào trong hình ảnh huyết long. Thi thể hóa thành xác khô. Cảnh tượng quỷ dị này khiến ba võ thánh trung kỳ sắp ra tay cũng ngơ ngác. Lúc này, Diệp Bắc Minh trước mắt dường như không phải một người, mà là một con dã thú nổi điên lại tàn nhẫn. Vèo! Ba người ngây ra trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh ra tay. Đi tới trước mặt một lão giả trong số đó, dùng sức chém kiếm Đoạn Long xuống. Lão giả võ thánh trung kỳ này giơ tay lên ngăn cản, nhưng không ngăn được một kích của kiếm Đoạn Long, trong nháy mắt hóa thành xương máu. Con người Diệp Bắc Minh rung động, trở nên hỗn loạn vài phần. Mảng xương máu xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh, được anh hấp thu. Hai lão giả khác hít một hơi khí lạnh, mặt đầy khiếp sợ, đây là công pháp gì? Hai người đều có chút sợ hãi. Đây chính là võ giả võ thánh trung kỳ, vậy mà bị một kiếm chém. Thật không tưởng tượng nổi. Quan tâm đến công pháp làm gì, chết cho tôi, lão giả thân hình cao lớn quát lớn một tiếng. Giống như một con tê giác xông đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Một quyền đánh vào tim anh. Bùm! Không khí bốn phía cũng nổ tung. Một quyền này mạnh mẽ, không hề giữ lại chút nào đánh vào tim Diệp Bắc Minh. Nhưng, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Đường long ảnh huyết sắc bộc phát trên người Diệp Bắc Minh bao phủ anh trong đó. Chặn lại toàn bộ uy quyền của một quyền này. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, con người hóa thành màu đỏ. Trong con ngươi đều là sát ý lạnh băng. Nhìn chằm chằm lão giả cao lớn, con kiến hôi, mày dám ra tay với Long Đế. Bổn đế ban cho mày cái chết. Giơ tay túm lấy cổ tay lão giả cao lớn. Mày! Lão giả cao lớn muốn rút cánh tay về, nhưng phát hiện ra mình không làm được. Bị tóm được. Buông tay tao ra. Quát lớn một tiếng. Tay còn lại giống như hạt mưa đấm vào người Diệp Bắc Minh. Ầm, 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 ầm. Tiếng máu thịt đụng nhau đầy khủng khiếp truyền tới. Nếu võ giả bình thường bị võ thánh trung kỳ điên cuồng công kích như vậy thì đã bị đánh thành bãi bùn nát từ lâu. Nhưng cơ thể Diệp Bắc Minh giống như được làm bằng sắt, lại không chút chấn động. Anh nhếch miệng cười một tiếng, Long Đế quay về, kẻ xấu xa như mày cũng dám lỗ máng. Chết cho bổn đế. Túm lấy cánh tay của võ giả cao lớn. Dùng sức kéo. Oạch. A, lão giả cao lớn kêu thảm thiết không thôi. Giọng nói run rẩy, khiến người ta ra đầu tê dại. Đường đường là một cánh tay của võ thánh trung kỳ, vậy mà lại bị xé toạc. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Mí mắt Diệp Phi Phàm nhướng mạnh. Con người run rẩy kịch liệt,
hắn cảm thấy chuyện không đúng lắm, xoay người bỏ chạy. Lão giả cao lớn ánh mắt điên cuồng, con mẹ nó Diệp Bắc Minh, tay của lão phu. Tay của lão phu. Đáng chết, mày đáng chết. Ông ta giơ chân lên, mạnh mẽ đạp về phía bắp đùi Diệp Bắc Minh. Ầm, 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 ầm. Mỗi cước giống như đạp trên sắt thép vậy. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, con kiến hôi, dám ra tay với Long Đế. Túm chân lão giả cao lớn. Xoẹt. Coi ông ta như gà xé, lập tức xé nát. Máu tươi phun ra lập tức xâm nhập vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Trong con người Diệp Bắc Minh bộc phát ra ánh sáng khát máu, trên người tỏa ra sát khí, khiến hư ảnh huyết long kia càng thêm rõ ràng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh hãi, không ổn, nhóc con, cậu sắp mê muội rồi. Long Đế quyết quả nhiên có vấn đề, cậu đừng dùng nữa. Nhóc con, tỉnh táo lại. Diệp Bắc Minh cũng không có một chút phản ứng nào. Bỏ qua lời của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, anh nhìn về phía lão giả cuối cùng, con kiến hôi, quỳ xuống. Sát ý vô tận, tấn công vào mặt. Vị lão giả võ thánh trung kỳ của Học viện Thiên Thần đã sợ đến choáng váng. Toàn thân ông ta run rẩy, hai chân giống như bị đổ bê tông. Ba võ thánh trung kỳ cứ như vậy mà chết. Một người bị một kiếm trong nháy mắt giết. Một người bị một quyền đánh bể tim. Còn một người bị xé sống. Cục diện này cả đời ông ta chưa từng thấy qua. Phòng tuyến nội tâm tan vỡ. Đường đường là võ thánh trung kỳ lại trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân, rốt cuộc cậu là ai? Tao là Long Đế. Bước ra, đứng bên cạnh lão giả cuối cùng. Giơ tay, giáng một chưởng xuống. Bùm! Đầu như quả dưa hấu nổ tung, máu tươi điên cuồng trào ra. Xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh lập tức ngồi xếp bằng, luyện hóa máu tươi của mấy võ thánh này. Đám người thư ký tiền núp ở phía xa đã bị dọa sợ đến mức nằm bò ra đất. Diệp Bắc Minh vừa rồi quả thật giống như cỗ máy giết người vậy. Bỗng nhiên, lối vào cấm địa nhà họ Long truyền đến mấy giọng nói phụ nữ. Tiểu sư đệ, nhiều thi thể vậy, các chị tới muộn sao? Tiểu sư đệ, không biết đã qua bao lâu. Mở mắt ra, Diệp Bắc Minh phát hiện mình đang nằm trong phòng của phủ Long Soái. Trần Lê Y ngồi đất bên mép giường, liên tục ngủ gật. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh lập tức ngồi dậy. A, à, Trần Lê Y tỉnh dậy, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Trong đôi mắt to xinh đẹp đều là tia máu, thiếu chủ, anh tỉnh rồi. Tốt quá rồi, thiếu chủ đã tỉnh. Cô ấy kích động xông ra. Giọng nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, nhóc con, xem như cậu tỉnh rồi. Cậu có biết 7 ngày trước cậu nguy hiểm thế nào không? Cậu cưỡng ép vận hành Long Đế Quyết, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cậu vốn không biết khi đó cậu đáng sợ thế nào. Diệp Bắc Minh mặt đầy khiếp sợ, tôi nhớ ra rồi. Mẹ kiếp, tôi, dùng chưa đến 10% nội lực, một hơi giết 4 võ thánh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc, cậu nhớ. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhớ, chỉ là cơ thể không chịu khống chế, chỉ muốn xé nát bọn họ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. Một lát sau mới chậm rãi lên tiếng. Long Đế Quyết có vấn đề, tôi sợ cậu về sau sẽ bị nó ảnh hưởng. Nếu như có thể, tốt nhất là tạm ngừng tu luyện đi. E là không được, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Sao vậy? Diệp Bắc Minh lẩm bẩm, Long Đế Quyết đã tiến vào tầng thứ 2. Đúng vậy. Khi tỉnh dậy, Long Đế Quyết đã tầng thứ 2 rồi. Hơn nữa, cửu chuyển kim thân quyết cũng theo đó tiến vào tầng thứ 2. Tu vi. Sâu trong con người chấn động, mẹ nó. Võ Hoàng Hậu Kỳ, con mẹ nó mình đã tiến vào Võ Hoàng Hậu Kỳ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại một lần nữa im lặng, qua hồi lâu mới mở miệng, điều này quá quỷ dị, tôi đã trải qua vô số chủ, cũng chưa từng xảy ra loại chuyện này. Diệp Bắc Minh cũng rất khiếp sợ, rốt cuộc lai lịch của Long Đế Quyết là gì? Hắn thật sự khiến tôi mê muội. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, không biết, nhưng món đồ này sẽ khiến cậu điên cuồng, khát máu, không thể tự khống chế chính là thật. Diệp Bắc Minh vừa muốn nói. Mấy bóng dáng xinh đẹp xông vào. Ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ. Còn có lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu cũng tới. Các cô cứ theo thường lệ, lập tức xông lên. Cẩn thận kiểm trong một lần trong ngoài của Diệp Bắc Minh. Thở phào nhẹ nhõm. Không sao.
Tốt quá rồi. Trong một tuần lễ, các cô đã dùng vô số biện pháp cũng không thể khiến Diệp Bắc Minh tỉnh lại. Thậm chí còn muốn quay về Côn Luân Khư, mời sư phụ ra tay. Diệp Bắc Minh không biết làm sao, các sư tỷ, cảm phiền trả quần đùi lại cho em được không? Kiểm tra cũng không phải như vậy. Đến bộ quần áo cũng không giữ lại. À, Trần Lê Y chạy vào, nhìn thấy cảnh không nên thấy, lập tức hét ầm ĩ. Che mặt, tim đập thình thịch. Xoay người chạy ra ngoài. Diệp Bắc Minh vội ôm chăn, che kín vị trí quan trọng trên người. Xấu hổ quá. Bụng Diệp Bắc Minh sôi ủng ục, vội vàng chuyển chủ đề, mấy vị sư tỷ, em đói rồi, có đồ ăn không? Ngủ mê man 7 ngày, anh có chút đói. Phủ Long Soái đã chuẩn bị xong đồ ăn từ lâu. Sau khi vào bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bụng quả thật quá đói. Mấy sư tỷ ngồi đó, cười tủm tỉm nhìn anh ăn như hổ đói. Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm hình tượng, vừa ăn vừa hỏi, đúng rồi, em ngủ mê man 7 ngày, có chuyện gì xảy ra không? Sắc mặt mấy sư tỷ có chút nghiêm trọng. Người canh giữ gia tộc nhà họ Long bị diệt, giới võ đạo Long Quốc chấn động. Các chị ra tay, tạm thời ngăn chặn tin tức lại, sợ là không được bao lâu sẽ truyền ra ngoài. Người canh giữ gia tộc bị diệt là chuyện quan trọng, những người canh giữ khác không thể nào cứ như vậy bỏ qua. Vương Như Yên cau mày. Sắc mặt Hoàng hậu Hồng Đào nghiêm trọng. Lục Tuyết Kỳ mím môi. Đạm Đài Yêu Yêu mỉm cười, dường như cô ấy không quan tâm tất cả. Cười tủm tỉm nhìn Diệp Bắc Minh ăn cơm. Ngoài những thứ này thì sao? Diệp Bắc Minh hỏi tiếp. Anh đã biết từ trước, một khi nhà họ Long bị tiêu diệt, tuyệt đối sẽ gây ra đại địa chấn ở giới võ đạo Long Quốc. Nhà họ Long bị tiêu diệt chính là chuyện lớn nhất. Đúng rồi, vùng biển phương Nam cũng đã ổn định lại. Vương Như Yên suy nghĩ một chút, hôm nay ngược lại còn có một chuyện. Diệp Bắc Minh có chút tò mò, ồ, chuyện gì? Hôm nay là lễ đại thọ 100 tuổi của Diệp Lăng Tiêu. Vương Như Yên thở dài, đáng tiếc, nhà họ Diệp càng ngày càng không ổn, không ai đi chúc thọ, nhà họ Diệp rất vắng vẻ. Diệp Bắc Minh thả đùi gà trong tay xuống. Lau miệng, con người bắt đầu trở nên nghiêm túc. Năm đó nhà họ Diệp ra tay giúp đỡ mẹ. Bây giờ, vốn dĩ nhà họ Diệp Long Đô cũng là người canh giữ gia tộc, vậy mà lại bị sa sút thành như vậy. Diệp Bắc Minh đứng dậy, đi, đi chúc thọ Diệp quân thần. Sâu trong một sơn cốc bí ẩn ở Côn Luân Khư, Diệp Phi Phàm quỳ xuống bên ngoài một cánh cửa đá. Ầm ầm ầm, điên cuồng dập đầu, đầu đập trên đất, phát ra tiếng va chạm. Máu tươi đầm đìa. Qua khoảng nửa giờ, bên trong cửa đá truyền tới giọng nói lạnh băng, sao chỉ có mình anh quay về? Bốn người bọn họ đâu? Lúc này Diệp Phi Phàm mới dừng lại, mặt đều là máu tươi. Run rẩy trả lời, chết rồi, thưa cậu, tất cả đều chết hết. Hả? Giọng nói bên trong cửa đá có chút bất ngờ, xảy ra chuyện gì thế? Bốn người bọn họ đều là võ thánh trung kỳ, không phải các người đi đến giới thế tục một chuyến sao? Ngoài người canh giữ, còn ai có thể giết bốn người bọn họ? Chẳng lẽ là người canh giữ ra tay? Diệp Phi Phàm nuốt nước miếng. Cơ thể run rẩy, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Vừa nhìn liền biết đã chịu kích thích cực lớn. Con người hắn điên cuồng co lại, thưa cậu, không phải người canh giữ của giới thế tục. Là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh. Giọng nói có chút nghi ngờ, hắn ta lần đầu nghe thấy cái tên này. Diệp Phi Phàm giải thích một lần chuyện xảy ra lúc đó. Hơn nữa, còn bổ sung một câu, hắn chính là con trai của người phụ nữ bị ba thế lực lớn đuổi giết vào 23 năm trước. Anh nói gì? Cửa đá ầm mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi đi ra từ trong đó. Dáng vẻ hắn ta chỉ khoảng 17-18 tuổi, giọng nói có chút khiếp sợ, Diệp Bắc Minh là con trai của người phụ nữ kia. Đúng vậy, thưa cậu. Diệp Phi Phàm quỳ ở đó, toàn thân run rẩy. Sắc mặt thiếu niên biến đổi. Cuối cùng, con người hắn ta trầm xuống, xem ra thứ đồ đó thật sự ở trên người hắn. Nếu không, hắn làm sao có được thực lực này? Xem ra tôi phải xuất quan đến giới thế tục một chuyến rồi. Trên người thiếu niên bộc phát ra sát ý ngập trời. Lần này nhất định phải nắm vào trong tay. Nhà họ Diệp. Hôm nay là lễ mừng thọ 100 tuổi của chiến thần Long Quốc Diệp Lăng Tiêu, nhưng lại không có mấy khách đến chúc thọ. Từ sau khi Diệp Lăng Tiêu lui xuống,
địa vị nhà họ Diệp rớt xuống ngàn trượng. Nhà họ Diệp đã từng là người canh giữ gia tộc, vô cùng rạng rỡ. Mặc dù bây giờ cũng được xem là một trong thế gia Long Đô, nhưng đã mất đi hào quang rực rỡ vào năm đó. Toàn bộ cửa lớn nhà họ Diệp cực kỳ vắng vẻ. Nhà họ Diệp đã chuẩn bị mấy trăm bàn tiệc rượu, nhưng vô cùng vắng vẻ. Nhân viên phục vụ còn nhiều hơn khách. Nhà họ Diệp này làm sao vậy? Nói thế nào cũng là hào môn thế gia, tiệc đại thọ 100 tuổi của ông cụ Diệp sao lại không ngồi kín người? Khách sạn của chúng ta lần trước cũng nhận thầu tiệc rượu nhà họ Ngô, người ta cũng chỉ là một gia tộc hạng ba, nhưng có đến hơn 1.000 bàn đấy. Hắc hắc, Phượng Hoàng sa sút không bằng con gà. Đám nhân viên phục vụ bàn luận. Một vài tầng lớp cấp cao nhà họ Diệp mặt đen lại. Nhà họ Diệp bây giờ ngay cả nhân viên phục vụ khách sạn cũng dám khinh thường sao? Mấy người nói bậy bạ gì vậy? Diệp Như Ca nóng nảy. Đang định nổi giận. Gâu gâu gâu. Đột nhiên, một tràng tiếng chó sủa truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên dắt theo một con chó săn và đám gia đình không chút kiêng kỵ đi tới. Chính là Tần Vinh An. Nhà họ Tần và nhà họ Diệp luôn luôn bất hòa. Trước khi nhà họ Diệp sa sút, không biết đè ép trên đầu nhà họ Tần trong bao lâu. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Tần Vinh An sao có thể bỏ qua. Tần Vinh An dắt chó săn một cước đạp vào tiệc rượu, ai ya, xin lỗi. Vô tình đụng trúng tiệc rượu của các người. Gâu. Chó săn rất thông minh, nhào qua ăn ngấu nghiến. Tần Vinh An cười, yo, vị tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Công không tệ nha, chó nhà tôi rất thích ăn. Soạt, trong mắt đám người nhà họ Diệp đầy tia máu. Tiệc rượu là để con người thưởng thức. Tần Vinh An lại so sánh mọi người như con chó nhà ông ta. Thật ức hiếp người quá đáng. Một tướng quân Long Hồn đi ra, vẻ mặt đầy tức giận, Tần Vinh An, ông có ý gì hả? Cho dù nhà họ Diệp lụi bại, thì ông cũng không thể sỉ nhục được. Tần Vinh An lạnh lùng nhìn người này, tôi nhận ra anh, Lý Kính Phúc phải không? Nghe nói anh sống rất tốt ở Long Hồn, lúc khác tôi sẽ nhắc một tiếng với chú của tôi. Rồi ông ta cười đầy ý sâu xa, chăm sóc anh thật tốt. Ông, vẻ mặt Lý Kính Phúc biến sắc, muốn gây khó dễ cho mình ư. Đám người nhà họ Diệp cũng vô cùng tức giận. Ha ha ha. Tần Vinh An ngửa cổ cười lớn, nhìn vào trong đại sảnh, Diệp Công, con chó nhà tôi thích ăn đồ tiệc rượu của nhà ông không để bụng, cho nó ăn nhiều chút chứ. Phập, Diệp Cấm Thành ngồi trong hội trường đập bàn đứng lên. Nổi giận định xông ra nói lý với Tần Vinh An. Đôi mắt Diệp Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh, ngồi vị trí trên đầu, chú hai, bình tĩnh. Trên khuôn mặt già nua của Diệp Cấm Thành đầy tức giận, anh cả, anh muốn em bình tĩnh thế nào? Nhà họ Tần. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Ông ta cắn chặt răng, chắc chắn là ý của lão già Tần tướng thần đó. Lão già đó, 30 năm trước đã không bằng lòng với anh rồi. Nếu không phải chuyện đó, nhà họ Diệp chúng ta sao lại như này chứ? Diệp Cấm Thành tức giận gầm lên. Cả nhà họ Diệp tĩnh lặng như cái chết. Tần Vinh An cười, ông Cấm Thành, ông làm sao? Việc gì phải gọi lớn tiếng như vậy? Có phải không được khỏe không, có cần tôi mời bác sĩ đến khám cho ông không? Bỗng nhiên, một giọng nói thản nhiên vang lên, nhà họ Diệp có người không được khỏe sao? Vừa hay tôi hiểu chút y thuật, hay là, tôi khám giúp trước? Vừa dứt lời, Tần Vinh An sầm mặt. Ai thế hả, mẹ kiếp, lại không biết. Chữ, điều, trong không biết điều còn chưa được nói ra. Cả người Tần Vinh An ngây ngốc, cơ thể cứng đờ, miệng há thật to. Hoàn toàn không khép lại được. Đây là... Toàn thể thành viên nhà họ Diệp đều chấn kinh nhìn qua. Vẻ mặt Diệp Như Ca kích động, là anh ta. Cơn lửa giận trong lòng Diệp Cấm Thành lập tức dập tắt, cậu ta, Diệp Bắc, không đúng, Long Soái, sao cậu ta lại đến đây? Diệp Lăng Tiêu không nhịn được đứng lên. Chỉ thấy một mình Diệp Bắc Minh sải bước đi đến, chúc Diệp quân thần, sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ Nam Sơn. Toàn hội trường tĩnh lặng. Cả giới thượng lưu Long Quốc, bây giờ còn có ai không biết Diệp Bắc Minh? Long Soái máu lạnh, sát phạt quyết đoán. Còn có một vài chi tiết đáng sợ, chỉ có lãnh đạo cấp cao hàng đầu mới biết. Vừa khéo Tần Vinh An cũng là một trong số đó. Cậu, là cậu. Ông ta mở to đôi mắt,
sợ đến chân mềm nhũn, suýt nữa bò dưới đất. Ông chủ, người giúp việc nhà họ Tần tiến lên dìu đỡ ông ta. Chó sói của Tần Vinh An vẫn đang ăn. Diệp Bắc Minh cau mày, có chuyện gì vậy? Lý Kính Phúc bước ra một bước, đỏ con mắt nói, Long Soái, Tần Vinh An vừa nói, chó của nhà ông ta rất thích ăn đồ tiệc rượu của nhà họ Diệp. Vậy sao? Diệp Bắc Minh nhìn Tần Vinh An, cười đầy ý sâu xa, nếu đã thích ăn, thì ăn nhiều chút. Rồi chỉ vào đồ ăn rơi dưới đất, ông cùng nó ăn hết đi. Vâng, Tần Vinh An cũng không có chút lòng phản kháng, sợ đến bỏ dưới đất, bốc đồ dưới đất ăn. Diệp Bắc Minh cũng không nhìn Tần Vinh An thêm một cái, sải bước lớn đi ra. Đi vào hội trường nhà họ Diệp. Diệp Lăng Tiêu chủ động tiến lên, Long Soái, sao cậu lại đến đây? Diệp Bắc Minh cười, quân thần không cần khách sáo, sự việc năm đó, tôi đã điều tra rõ ràng. Cảm ơn nhà họ Diệp đã giúp mẹ tôi. Cậu biết cả rồi ư? Ánh mắt của Diệp Lăng Tiêu hơi kỳ lạ. Diệp Bắc Minh cười nói, biết cả rồi. Tôi thấy kinh mạch trong cơ thể quân thần bị tổn hại, thực lực giảm sút quá nhiều. Tại sao Diệp Lăng Tiêu là quân thần? Bởi vì ông ta từng là võ tôn đỉnh phong. Sau khi bị thương, thực lực giảm sút. Soạt. Diệp Bắc Minh không giải thích nhiều, giơ tay ném ra mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể của Diệp Lăng Tiêu. Trong phút chốc, trên người Diệp Lăng Tiêu bùng phát ra một luồng khí tức khủng bố. Kinh mạch đã hỏng lại có phản ứng. Ông ta không dám tin, cậu thực sự biết quỷ môn thập tam châm. Diệp Bắc Minh cười không nói gì, tiếp tục điểm mấy cái lên người Diệp Lăng Tiêu. Dứt khoát nhanh gọn. Sau đó, anh vung bút, viết một đơn thuốc, quân thần uống thuốc theo đơn này một tuần thì có thể hồi phục võ tôn đỉnh phong. Cái gì? Cơ thể già nua của Diệp Lăng Tiêu run lên, cả người thộn ra. Hồi phục võ tôn đỉnh phong. Ông ta có thể hồi phục võ tôn đỉnh phong. Đôi mắt già nua của Diệp Lăng Tiêu lấp lánh ánh nước. Diệp Bắc Minh quay người định bỏ đi, Long Quốc vẫn cần quân thần bảo vệ, công trạng của ông mấy năm nay không thể bị người khác xóa sạch. Diệp Như Ca run lên, ông nội, ông, anh ta nói có thật không? Ông thực sự có thể hồi phục ư? Khuôn mặt già của Diệp Lăng Tiêu chấn hãi, hình như là thật, quỷ môn thập tam châm, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực của ông chủ có thể hồi phục rồi. Ông trời ơi! Cảm ơn Long Soái. Thụp! Rất nhiều người nhà họ Diệp đều quỳ xuống về hướng Diệp Bắc Minh bỏ đi. Diệp Bắc Minh vừa ra khỏi hội trường, lướt nhìn Tần Vinh An đang bỏ ăn dưới đất, ăn chậm quá, còn chẳng bằng con chó. Giơ tay, đập một chưởng xuống. Phập! Cơ thể của Tần Vinh An nổ tung hóa thành thịt vụn. Con chó đó xông lên được một bữa no. A! À, đám người giúp việc nhà họ Tần sợ đến mất cả hồn phách, không ngừng kêu la. Rất nhanh, sự việc xảy ra ở nhà họ Diệp được truyền đi. Long Soái Diệp Bắc Minh xuất hiện ở nhà họ Diệp, chúc thọ Diệp Lăng Tiêu. Long Đô vốn không bình lặng lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Long Soái đã đến nhà họ Diệp, chúc thọ Diệp công ư. Diệp Bắc Minh có thái độ thế nào? Chẳng phải anh ta có ý thù địch với nhà họ Diệp sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Liền sau đó, thậm chí nhiều tin tức khiến người ta điên cuồng truyền về. Kinh mạch của Diệp quân thần được Long Soái dùng quỷ môn thập tam châm chữa hồi phục rồi. Có lẽ, Diệp quân thần có thể hồi phục thực lực võ đạo thời kỳ đỉnh phong. Tin tức được truyền ra. Long Đô chấn động. Cái gì? Các gia tộc lớn Long Đô, lần này cũng không thể bình tĩnh. Trong đầu của họ nổi lên hình ảnh Diệp Lăng Tiêu hô mưa gọi gió oai phong lẫm liệt năm đó. Năm đó, Diệp Lăng Tiêu đắc tội với một người canh giữ của Long Quốc, bị phế tu vi cả đời. Từ đó, nhà họ Diệp xuống dốc không phanh. Giờ đây, một khi thực lực võ đạo của Diệp Lăng Tiêu được hồi phục, nhà họ Diệp năm đó chẳng phải sẽ quay lại sao? Đi thôi, đến nhà họ Diệp, chúc thọ Diệp công. Ông cụ nhà họ Phó hít một hơi linh khí, mau chóng chạy đến nhà họ Diệp. Mau đến nhà họ Diệp, bây giờ qua đó còn được coi là đưa than trong tuyết, nếu muộn chút nữa, thì không còn cơ hội tiến vào cổng nhà họ Diệp đâu. Diệp quân thần hồi phục thời kỳ đỉnh phong rồi, mau đến nhà họ Diệp. Mang một bức tượng Quan Âm Phỉ Thủy trị giá 3 tỷ đó cho tôi. Các gia tộc lớn đều hành động. Nhà họ Ngụy. Sau khi Ngụy Yên Nhiên nhận được tin, đôi mắt đẹp chấn động.
Cô ta quyết đoán hạ lệnh, toàn thể lãnh đạo cấp cao nhà họ Ngụy, đến chúc thọ nhà họ Diệp cho tôi. Cả Long Đô, nghe thấy tin lập tức hành động. Nhà họ Diệp vốn thanh tịnh. Bởi vì Diệp Bắc Minh xuất hiện, lập tức trở nên vô cùng tấp nập náo nhiệt. Hơn ngàn chiếc xe hơi, chặn ngay con đường cái ở cổng nhà họ Diệp. Gia chủ của rất nhiều gia tộc lớn đều bỏ xe. Tranh nhau xông về phía nhà họ Diệp. Diệp Lăng Tiêu nhìn khách khứa ngồi chật kín, cho dù tôi hồi phục đỉnh phong, cũng không còn là người đứng đầu quân đội Long Quốc nữa. Thở dài một tiếng, quân thần mới đã ra đời, Long Soái Diệp Bắc Minh. Ông nội, sức của một người thực sự có mạnh đến thế không? Cơ thể Diệp Như Ca run lên. Cứu nhà họ Diệp qua nước sôi lửa bỏng bằng sức của bản thân. Đúng là nghịch thiên. Nhà họ Tần ở Long Đô. Tần tướng thần ngồi trong phòng khách, pha một bình trà Bích Loa Xuân cực phẩm. Diệp Lăng Tiêu, he he, đại thọ 100 tuổi, ông muốn sống thoải mái, có thể không? Tần tướng thần lắc đầu, ngân nga một điệu nhạc. Nhục nhã ngày hôm nay. Địa vị của nhà họ Diệp chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Sau này sẽ từ từ thôn tính nhà họ Diệp, mở rộng nhà họ Tần. Qua 5 năm 10 năm nữa, căn cơ nguồn lực của nhà họ Tần chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Nghĩ đến đây, Tần tướng thần mừng thầm trong lòng. Bưng chén trà sứ thanh hoa. Suýt, nước trà nóng khiến Tần tướng thần lóng ngóng run tay, chén trà rơi xuống đất. Rắc một tiếng vỡ tan. Tần tướng thần cau mày, có dự cảm không tốt. Đúng lúc này, ông chủ, không hay rồi, mọi việc không ổn rồi. Quản gia kinh sợ chạy vào, sắc mặt tái nhợt, cơ thể cũng run bần bật. Tần tướng thần lạnh giọng hỏi, có việc gì mà gấp như vậy? Ông gặp ma hả? Quản gia quỳ xuống đất, ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Cậu chủ chết rồi. Cái gì? Tần tướng thần suýt nhảy lên, ông ta nổi giận hét lớn, mẹ kiếp, ông nói cái gì hả? Con trai tôi Vinh An chết rồi. Nếu ông lừa tôi giết cả nhà ông. Quản gia khóc mếu máo, ông chủ, tôi đâu dám lừa ông. Cậu chủ làm theo kế hoạch của ông, đến hội trường mừng thọ của Diệp Lăng Tiêu. Nhưng Diệp Bắc Minh đột ngột xuất hiện, chúc thọ Diệp Lăng Tiêu, còn tát chết cậu chủ. Ông nói cái gì, Diệp Bắc Minh? Đồng tử của Tần tướng thần co mạnh lại, sợ đến trái tim run run. Phụt, phun ra ngụm máu tươi. Ngã thẳng xuống đất. Ông chủ, người đâu mau đến đây. Nhà họ Tần hỗn loạn. Cùng lúc đó, tộc Tiêu gia tộc người canh giữ ở một nơi Long Quốc. Tin tức được truyền về, một ông lão mở mắt, khuôn mặt của ông ta như thương long. Hung bạo, lạnh lùng, uy nghiêm. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, ồ, tôi đã phế Diệp Lăng Tiêu, đã từng nói không cho phép bất kỳ bác sĩ nào cứu ông ta. Vậy mà Diệp Bắc Minh còn cứu ông ta. Nực cười. Ha ha ha, người mà tôi đích thân ra tay phế bỏ, trên thế giới này còn có người dám cứu. Tiếng cười của ông lão vang vọng khắp trong gia tộc. Đột nhiên, một thông tin khác được truyền về, lão tổ, đã điều tra được thông tin của người diệt nhà họ Long. Lão tổ tộc Tiêu cất giọng trầm, là ai? Hình như là, Long Soái, Diệp Bắc Minh. Trong tích tắc. Cơn lửa giận trong lòng lão tổ tộc Tiêu giống như bị hất chậu nước lạnh. Lập tức tiêu tan. Một lát sau, lão ta mới chấn kinh hỏi, Diệp Bắc Minh, ông chắc chắn là Diệp Bắc Minh chứ? Trong khi Long Đô sôi sục, Diệp Bắc Minh đã về đến phủ Long Soái. Tút tút tút, Vạn Lăng Phong gọi đến. Diệp Bắc Minh ấn nút nghe, Lăng Phong, có thông tin gì? Vạn Lăng Phong lên tiếng, chủ nhân. Chúng tôi đã điều tra được vị trí mẹ của cậu xuất hiện lần cuối cùng. Ở đâu? Hơi thở của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập. Vạn Lăng Phong cất giọng nghiêm trọng, nhả ra ba chữ Thành Võ Đế. Thành Võ Đế là nơi nào? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Vạn Lăng Phong giải thích nói, nếu nói thủ đô của Long Quốc là Long Đô, thì thủ đô võ đạo trong lòng võ giả là Thành Võ Đế. Thành Võ Đế nằm sâu trong hoang mạc của Tây Vực. Ngoại trừ gia tộc người canh giữ trấn giữ ra, thì có nhiều thế lực phức tạp rối ren. Trong Thành Võ Đế có tất cả mọi thứ, từ binh khí, võ kỹ, đan dược mà võ giả sử dụng, chỉ cần có tiền, đều có thể đổi được. Nơi đó là thiên đường của võ giả, thực lực là trên hết. Nơi đó không chịu ràng buộc của pháp luật, cho dù là kẻ giết người hàng đầu tiến vào Thành Võ Đế, chỉ cần tuân thủ quy tắc của Thành Võ Đế, thì pháp luật của Long Quốc cũng không thể làm gì được hắn.
Vạn Lăng Phong dừng một lúc. Cho nên, có rất nhiều võ giả gây chuyện, vì để trốn chế tài pháp luật, đã tiến vào thành võ đế. Thuộc hạ đã tốn món tiền lớn mới mua được thông tin. Có người từng thấy mẹ của cậu, có lẽ, bà ấy thực sự từng đến thành võ đế. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Xem ta chỉ có đến thành võ đế một chuyến, mới có thể điều tra rõ được có phải mẹ đã từng đến đó không. Sắp xếp đi, sẵn sàng đợi tin của tôi, khởi hành đến thành võ đế. Diệp Bắc Minh dặn dò một câu. Vâng, chủ nhân. Vạn Lăng Phong đáp lại một câu rồi tắt máy. Nhắm mắt, ý thức tiến vào trong thế giới của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Thực lực võ đạo tăng lên đến võ hoàng hậu kỳ, có thể mở ra tầng thứ 6 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh có chút hưng phấn. Tầng thứ 5 có được đỉnh thiên cực và hình nộm. Tầng thứ 6 có thứ gì đang đợi anh đây? Đến tầng thứ 5, quả nhiên nhìn thấy một cầu thang thông đến tầng thứ 6 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Trực tiếp lên tầng. Tầng thứ 6 chỉ có hai cái bục nhỏ. Trên cái bục nhỏ đầu tiên là một cuốn bí tịch võ kỹ. Lôi ảnh trùng trùng, võ kỹ trung phẩm cấp thánh. Thân pháp như lôi ảnh, tốc độ nhanh như điện giật. Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh. Có được võ kỹ cấp thánh, anh cũng không thấy lạ nữa. Nếu những võ giả bên ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức chết. Mẹ kiếp! Võ kỹ cấp thánh đó! Mẹ kiếp, đừng ra vẻ được lợi còn khoe mẽ. Có lẽ lôi ảnh trùng trùng còn mạnh hơn phù quang lược ảnh nhiều. Diệp Bắc Minh khẽ thì thầm. Anh đọc một lượt lôi ảnh trùng trùng với tốc độ nhanh nhất. Tất cả khẩu quyết, ghi nhớ kỹ trong lòng. Bước ra một bước. Một tiếng sấm đùng đùng vang lên, giống như sét đánh. Vang khắp cả trong tầng thứ 6. Diệp Bắc Minh sợ giật mình, vãi, sét đánh hả? Giọng của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, đừng có thiếu hiểu biết như vậy. Đây là hiện tượng lạ được sinh ra khi thi triển lôi ảnh trùng trùng. Thân pháp như lôi điện, mỗi một lần thi triển, đều sánh được như sét đánh. Gây chú ý như vậy hả, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Xoạt, ầm ầm, quả nhiên cùng với tiếng sấm vang lên. Xoạt, ầm ầm. Sau khi sử dụng mười mấy lần, Diệp Bắc Minh dừng lại, loại thân pháp này, nếu đột ngột sử dụng vào lúc thực chiến, một tiếng sấm sét vang lên. Sẽ có tác dụng làm kẻ địch sợ hãi. Hơn nửa tiếng sau, anh lĩnh ngộ được gần hết lôi ảnh trùng trùng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã không thấy lạ nữa, nhưng vẫn nói một tiếng, biến thái. Anh tiếp tục nhìn sang cái bục thứ hai. Một cuốn sách cổ ố vàng. Không có tiêu đề. Mở ra xem, Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt kỳ lạ, là thuật rèn đúc. Anh xem qua một lượt. Mẹ kiếp, chỉ là nửa quyển. Nửa quyển sau. Trực tiếp biến mất. Diệp Bắc Minh càng lúc càng cau chặt mày, có chút thất vọng, có nhầm không vậy, tầng thứ 6 chỉ cho loại kỹ thuật rèn đúc rác rưởi này hả? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bất mãn, thuật rèn đúc rác rưởi. Cậu nhóc, cậu nói đây là thuật rèn đúc rác rưởi. Nếu cậu có thể học được toàn bộ thuật rèn đúc bên trên, đích thân tạo ra một thần khí giống như kiếm đoạn long cũng không thành vấn đề. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt, kiếm đoạn long là thần khí ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, tại sao ông sùng bái cuốn thuật rèn đúc này như vậy? Tôi thấy rất nhiều phương pháp rèn đúc trong này đều sử dụng gang. Theo tôi được biết, vũ khí bình thường nhất của võ giả chính là làm bằng gang. Anh cao mày, binh khí mạnh hơn một chút, thì dùng sắt đen. Mạnh thêm chút nữa, thì dùng thiên thạch bên ngoài trời. Khi tôi ở Côn Luân Hư, theo sư phụ học thuật rèn đúc, những nguyên lý này, tôi đều hiểu. Vật liệu càng tốt, binh khí đúc ra càng mạnh. Anh nói một mạch đến đây. Diệp Bắc Minh bất mãn đưa ra kết luận, dùng gang rèn đúc binh khí, không phải là thuật rèn đúc rác rưởi thì là gì? Ha ha ha! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, cậu nhóc, đó là sự hiểu biết của cậu hả? Cậu dùng vật liệu hàng đầu, rèn đúc ra binh khí hàng đầu, cậu có chắc chắn thuật rèn đúc của cậu mạnh không? Chẳng qua cậu chỉ là dùng vật liệu tốt nhất rèn đúc thành binh khí, loại người đó xứng được gọi là chuyên gia rèn đúc sao? Chuyên gia rèn đúc hàng đầu thực sự, cho dù dùng gang bình thường, cũng có thể rèn ra thần khí. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Chuyên gia rèn đúc hàng đầu, dùng gang bình thường cũng có thể rèn ra thần khí. Anh trầm mặc một lúc, ông nói cũng có lý. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc, bị tôi thuyết phục nhanh như vậy hả?
Diệp Bắc Minh trả lời, đối với lĩnh vực mà mình không hiểu, thì nên mang tấm lòng của một người học trò. Chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng tiến bộ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thong dong nói, hình như tôi hiểu tại sao cậu nghịch thiên rồi. Cậu vốn thiên phú lợi hại, lại biết học hỏi. Tâm thái luôn luôn học hỏi này, mới khiến cậu có ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh cười không nói gì. Tiếp tục lật mở cuốn thuật rèn đúc không tên này. Lần này anh không cưỡi ngựa xem hoa nữa, mà đọc rất nghiêm túc. Càng đọc càng kinh hãi. Diệp Bắc Minh khen một tiếng, quả nhiên là có phương pháp, người viết ra cuốn sách này, đúng là kỳ tài. Ha ha! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ cười, nếu có một ngày, cậu có thể tìm được kim loại giống với chất liệu của kiếm đoạn long. Có lẽ, có thể phục nguyên kiếm đoạn long như ban đầu. Phục nguyên kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, vội truy hỏi, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, hiện tại với lực sát thương của kiếm đoạn long, tôi chưa từng thấy vũ khí nào mạnh bằng nó. Rốt cuộc người có cảnh giới gì mới có thể chém gãy được nó đây? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc. Một lúc sau, giọng của ông ta mới vang lên, đã qua thời gian quá dài, tôi cũng quên rồi. Nhưng, chắc chắn là một kẻ địch khủng bố. Bây giờ cậu suy nghĩ những vấn đề này cũng vô ích, vẫn nên học thuật rèn đúc này đi thì hơn. Chỉ có lợi cho cậu, chứ không có hại. Bỗng nhiên, giọng của Trần Lê Y vang lên bên tai, thiếu chủ, cậu ngủ chưa? Bên ngoài có một người đàn ông đến, anh ta tự xưng là thư ký Tiền. Nói có chuyện quan trọng muốn tìm cậu, tôi chặn anh ta ở cổng rồi. Diệp Bắc Minh mở mắt. Trần Lê Y xinh đẹp đứng đó, nhìn mình với khuôn mặt dễ thương. Anh giật khóe miệng, đúng là chỉ có cô, thư ký Tiền thường đại diện cho Long Chủ, sao cô lại ngăn anh ta? À, Trần Lê Y có chút lúng túng, vậy làm thế nào? Diệp Bắc Minh đi ra ngoài phủ Long Soái, không sao, tôi tự đi xem sao. Vừa ra khỏi phủ Long Soái, thư ký Tiền liền đi đến với sắc mặt nghiêm trọng, Long Soái, cậu gặp rắc rối rồi. Diệp Bắc Minh cau mày, có liên quan đến người canh giữ phải không? Ừm. Thư ký Tiền gật đầu mạnh, lùi lại nửa bước, nhường ra một chỗ đứng. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh. Mang theo ý thù địch thoáng qua. Giờ Diệp Bắc Minh mới chú ý đến phía sau thư ký Tiền. Có một người đàn ông trung niên. Tu vi võ tôn trung kỳ. Ông ta tỏ vẻ mặt ngạo mạn lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, tôi tự giới thiệu trước. Tôi là Tống Chí Vân, đại diện cho gia tộc người canh giữ, cậu. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nghe người này nhiều lời. Trực tiếp nhìn thư ký Tiền, sau này không phải người nào cũng dẫn đến chỗ tôi đâu đấy. Thư ký Tiền ngẩn người. Tống Chí Vân nói được một nửa liền dừng lại, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, cậu thật to gan. Tôi thay mặt gia tộc người canh giữ của Long Quốc đến đây, cậu dám coi thường tôi như vậy. Được, được lắm. Ánh mắt Tống Chí Vân âm trầm, đã như vậy. Tôi cũng không muốn tiên lễ hậu binh với cậu nữa. Ông ta trực tiếp lấy ra một cuộn sớ giống như thánh chỉ. Mở ra đọc, Diệp Bắc Minh, lạm sát vô số võ giả, tội thứ nhất. Vi phạm quy tắc võ đạo, tội thứ hai. Giết vào gia tộc người canh giữ, tội thứ ba. Coi thường tôn nghiêm người canh giữ, tội thứ tư. Tội thứ năm. Tội thứ 18. Tống Chí Vân đọc hết một hơi ra 18 tội chứng của Diệp Bắc Minh. Vượt ngoài dữ liệu là, lần này Diệp Bắc Minh lại không ngắt lời. Đứng ở đó nghe hết. Tống Chí Vân thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, còn tưởng anh bị hoảng sợ. Nở nụ cười ngạo mạn, Diệp Bắc Minh, nghe thấy 18 tội chứng của mình rồi chứ. Đây là những tội chứng do đích thân các vị lãnh đạo người canh giữ liệt ra. Nếu cậu biết điều, lập tức theo tôi đi gặp các vị lãnh đạo người canh giữ. Ông ta nhướng mày cười hung dữ, nói không chừng. Cậu còn có cơ hội sống. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh lùng, người canh giữ là cái thá gì, bọn họ có thể định tội cho tôi sao? Cậu! Tống Chí Vân ngẩn người, mở to đôi mắt. Giống như gặp ma. Diệp Bắc Minh lại nói người canh giữ là cái thá gì? Mẹ kiếp! Người canh giữ là đồ vật chắc. Vãi! Người canh giữ gần như mạnh nhất Long Quốc, địa vị sánh ngang Long Chủ. Tống Chí Vân dường như thét lên, cậu nói người canh giữ là cái gì? Mẹ kiếp, cậu có thái độ gì thế hả? Lửa giận ngút trời. Bỗng nhiên, ầm, một tiếng sét đánh vang lên. Tống Chí Vân hoa mắt,
Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước ông ta. Giơ tay tóm chặt cổ của ông ta. Cậu muốn làm gì? Tống Chí Vân kinh hãi. Sức mạnh của Diệp Bắc Minh khủng bố đến mức nào, toàn thân bùng ra một luồng khí huyết ngút trời. Bùng phát ra một ảo ảnh hình rồng màu đỏ, Tống Chí Vân kinh sợ đến mức ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cảm giác khó thở truyền đến. Bàn chân ông ta rời khỏi mặt đất. Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, lấy mạng của ông. Bóp mạnh. Rắc một tiếng giòn tan, cổ của Tống Chí Vân bị bóp vỡ tại chỗ. Thậm chí ông ta cũng không dám tin, mình lại chết như vậy. Diệp Bắc Minh, cậu ta dựa vào cái gì chứ? Long Soái. Thư ký Tiền kinh hãi kêu một tiếng, suýt sợ ngây ngốc. Mười mấy giây sau, thư ký Tiền mới phản ứng lại, chấp nhận sự thực Tống Chí Vân đã chết. Anh ta nuốt nước miếng, Long Soái, cậu, làm sao cậu có thể giết Tống Chí Vân? Tê dại ra đầu, tim như muốn nổ tung. Diệp Bắc Minh buồn cười, có gì mà không thể giết? Thư ký Tiền ngẩn người, ông ta là người đại diện của người canh giữ. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh cười, thư ký Tiền, người canh giữ thì đã làm sao? Nếu bọn họ dám đến gây chuyện với tôi giết luôn một thể. Cho dù họ không đến, sớm muộn gì tôi cũng phải tìm ra những người canh giữ đó, giết từng người một. Mạnh mẽ có lực, khí phách hùng hồn. Thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn ma quỷ, cái miệng há to, hồi lâu cũng không khép lại được. Diệp Bắc Minh nhìn thư ký Tiền, đúng rồi, hỏi anh một chuyện. À, cậu nói đi. Lưng của thư ký Tiền sớm đã đẫm mồ hôi. Trong lòng chấn hãi, hồi lâu không thể bình tĩnh. Diệp Bắc Minh lên tiếng, ở gần Long Đô có chỗ nào có thể rèn đúc binh khí không? Rèn đúc binh khí? Thư ký Tiền tỏ vẻ mặt nghi hoặc, Long Soái, cậu muốn rèn một thanh binh khí sao? Coi là vậy đi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Thư ký Tiền gật đầu liên tục, có, cách Long Đô 150 km, có một mộ kiếm. Mộ kiếm cách Long Đô 150 km. Cuối cùng thư ký Tiền đã chấp nhận sự thực Tống Chí Vân đã chết. Sau khi ông ta sắp xếp xong, rồi đưa Diệp Bắc Minh đến ngoài mộ kiếm. Ngọn núi phía trước đã bị đào sạch. Chỉ còn lại một hang đá. Lúc này, trời đã vào cuối thu, nhiệt độ ở phương Bắc khoảng 20 độ. Nhưng nhiệt độ bên ngoài mộ kiếm lại cao đáng sợ đến 40 mấy độ. Các đúc kiếm sư ra vào vội vã, ướt đẫm mồ hôi. Thư ký Tiền gọi một ông lão đến, có vẻ là người phụ trách mộ kiếm, Phương Giã Tử, đây là Long Soái. Cậu ta đến mộ kiếm, muốn đích thân rèn ra một loại binh khí vừa tay. Rồi nhìn sang Diệp Bắc Minh, Long Soái, đây là Phương Giã Tử, trình độ đúc kiếm đứng đầu phương Bắc. Phương Giã Tử hơi gù. Trên tay đầy vết chai. Bởi vì thường xuyên ở bên lò đúc kiếm, nên khuôn mặt cũng cháy đen. Trên mặt có một lớp biểu bì màu đỏ. Long Soái à, cậu muốn loại kiếm gì, cứ việc lên tiếng. Mộ kiếm đúc xong sẽ tặng cho cậu là được. Phương Giã Tử lạnh nhạt nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Không vì thân phận Long Soái của Diệp Bắc Minh mà có thái độ đặc biệt nào. Thậm chí, còn có chút khinh thường. Có quá nhiều võ giả đến mộ kiếm xin kiếm. Ngay cả trưởng tộc của gia tộc người canh giữ cùng từng đích thân đến. Chỉ một Long Soái nhỏ bé, thực sự chẳng đáng là gì. Nếu không phải có thư ký Tiền, Phương Giã Tử cũng chẳng thèm để ý Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi muốn tự mình đúc thử. Ha ha! Phương Giã Tử cười khinh thường, không hề khách sáo nói, cậu thanh niên, đúc kiếm không phải trò trẻ con. Nếu cậu chỉ là độ nóng 3 phút, cậu đến từ đâu thì quay về đó đi. Đừng lãng phí thời gian của mọi người, tôi rất bận, không rảnh để đùa với cậu. Ông ta hơi bực bội. Diệp Bắc Minh cười, ông có gì đáng để ngạo mạn. Tôi muốn đúc kiếm. Dùng chỗ của ông là coi trọng ông. Ông tưởng mình giỏi lắm sao? Còn nói chuyện với tôi bằng thái độ đó, bất kể ông là đại sư đúc kiếm đệ nhất phương Bắc, cũng phải chết. Phương Giã Tử ngẩn người, cậu nói cái gì? Ông ta không ngờ, Diệp Bắc Minh lại nóng tính như vậy. Các võ giả khác, có ai dám ăn nói với Phương Giã Tử như vậy? Cho dù là người của gia tộc người canh giữ, cũng phải xin ông ta đúc kiếm. Bỗng nhiên, một luồng uy áp khủng bố ập đến. Giống như biển thét, thụp, Phương Giã Tử như bị sét đánh, thụp một cái quỳ xuống đất. Lập tức,
rất nhiều đúc kiếm sư nhìn qua, ánh mắt đều là lửa giận. To gan, khốn khiếp, cậu dám làm vậy với đại sư Phương Giã Tử. Vãi, cậu biết đại sư Phương Giã Tử là ai không? Nhãi con, mày muốn đắc tội với cả giới võ đạo phương Bắc sao? Còn không quỳ xuống xin lỗi. Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý những người này. Giơ tay tát một chưởng qua. Phụt, một màn xương máu nổ ra, mười mấy đúc kiếm sư lên tiếng quát mắng Diệp Bắc Minh bị anh tát chết từ xa. Khuôn mặt già của Phương Giã Tử đầy tức giận, cậu. Hít sâu một hơi, Diệp Bắc Minh, tôi biết cậu. Tiếng xấu của cậu sớm đã phủ khắp giới võ đạo, tiếng tăm quá xấu. Cậu dựa vào võ lực để giết người, cậu tưởng người trong thiên hạ sẽ phục cậu sao? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ta, được, điều ông tự hào nhất là thuật đúc kiếm phải không? Chúng ta đấu một trận, mỗi người rèn đúc một thanh bảo kiếm, cuối cùng xem bảo kiếm của ai có chất lượng tốt hơn. Phương Giã Tử cười giữ tợn điên cuồng một tiếng, ha ha ha. Được, được, được. 40 năm rồi, đây là lần đầu tiên có người muốn so tài đúc kiếm với tôi. Diệp Bắc Minh, chúng ta đấu một trận. Phương Giã Tử cười hung dữ không thôi, nếu cậu thua, tôi lấy mạng của cậu. Cậu, dám không? Dùng mạng của Long Soái Diệp Bắc Minh, thành uy danh của mình. Rất tốt. Quá tốt rồi. Cơ hội trời ban. Diệp Bắc Minh đi vào trong mộ kiếm, được, vậy thì cược mạng. Một bên là Phương Giã Tử, đại sư đúc kiếm đệ nhất phương Bắc. Một bên là Diệp Bắc Minh, Long Soái Long Hồn, vang danh khắp giới võ đạo Long Quốc. Hai người lại đấu đúc kiếm cược tính mạng. Lập tức bầu không khí cả mộ kiếm sôi trào. Rất nhiều võ giả và đúc kiếm sư đều tập trung trong đại điện của mộ kiếm. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thư ký Tiền ngây ngốc, sao đang yên đang lành, đột nhiên phải cược mạng. Phương Giã Tử đứng trước lò đúc kiếm, nói với mọi người có mặt, mọi người nghe rõ đây, tôi là Phương Giã Tử, đại sư đúc kiếm đệ nhất phương Bắc. Hôm nay, so tài đúc kiếm với Long Soái Diệp Bắc Minh. Bất luận kết quả thế nào, bên thua cũng phải đền mạng cho đối phương. Xin các vị làm chứng, đừng đến lúc đó người nào đó thua rồi lại không nhận. Phương Giã Tử lộ ra sát ý. Nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt vô cùng âm lạnh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi lo lắng, cậu nhóc, có cần chơi lớn thế không? Nếu cậu thua, chẳng lẽ phải tự vẫn thật? Diệp Bắc Minh tự tin trả lời, tôi không thể nào thua được. Tôi chỉ muốn thử xem, phương pháp trên cuốn thuật rèn đúc không tên, có dùng được không thôi. Anh giơ tay. Chọn một miếng gang bình thường. Một vài vật liệu phụ trợ. Phương Giã Tử nhìn thấy cảnh này, suýt nữa cười sặc chết, ha ha ha, ngu xuẩn. Lựa chọn một miếng gang, cũng muốn đấu với tôi. Cậu chết chắc rồi. Phương Giã Tử cầm một miếng sắt đen. Cởi áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc màu đồng. Cho sắt đen vào trong lò. Điên cuồng quay hộp gió, ngọn lửa bùng lên. Một luồng sóng nhiệt ập đến. Đợi khi sắt đen cháy đỏ, Phương Giã Tử rút ra để đúc. Tang tang tang. Tia lửa bắn khắp nơi, từ đầu đến cuối Phương Giã Tử luôn giữ tần suất siêu cao. Qua hai tiếng, Phương Giã Tử vẫn duy trì tốc độ rèn sắt đen, vốn không biết mệt mỏi. Chẳng mấy chốc phôi kiếm được hình thành. Đôi mắt của Phương Giã Tử đỏ ngầu, tràn đầy tia máu. Lòng thì thầm nghĩ, phôi kiếm đã hoàn thành rồi, Diệp Bắc Minh, cậu chờ chết đi. Đinh đinh đinh. Càng rèn kiếm một cách điên cuồng hơn. Còn bên phía Diệp Bắc Minh thì lại không nhanh không chậm đập gang. Anh rèn kiếm theo phương pháp ghi trong thuật rèn không tên. Từng búa đập xuống. Thư ký Tiền vô cùng lo lắng. Anh ta lo lỡ như Diệp Bắc Minh thua thật thì chuyện sẽ thế nào đây? Gào. 7 giờ sau, một tiếng rồng ngâm truyền tới. Một làn sóng nhiệt nóng bừng khủng bố tỏa ra. Phương Giã Tử cầm thanh bảo kiếm trong tay. Một luồng kiếm khí hùng dũng lan ra xung quanh. Nó tựa như thanh kiếm của thiên tử tung hoành khắp thiên hạ. Hít hà. Tiếng rồng ngâm sao? Truyền thuyết nói rằng ngay khoảnh khắc khi rèn kiếm thành công, nếu có tiếng rồng ngâm lên thì kiếm đã có phẩm cấp rồi. Vũ khí này đã có phẩm cấp rồi sao? Tiền bối Phương Giã Tử, tôi ra giá 1 triệu mua thanh kiếm đó. 1 triệu, một vũ khí có phẩm cấp mà muốn dùng 1 triệu mua về. Tiền bối Phương Giã Tử, tôi ra giá 1 triệu đô la. Tôi ra giá 2 triệu đô la. Vãi trưởng, tôi ra giá 3 triệu.
Rất nhiều võ giả sững sờ, bọn họ rất kích động. Đôi mắt đỏ bừng như nhìn thấy bảo vật vô giá nào đó. Đối với võ giả mà nói, có một vũ khí mạnh mẽ đồng nghĩa với việc tăng thực lực của mình lên thêm mấy bước nữa. Phương Giã Tử không nhìn vào mọi người mà ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, Diệp Bắc Minh, kiếm của tôi thành công rồi. Còn của cậu đâu? Thư ký Tiền nhướng mày nói, Phương Giã Tử, Long Soái còn đang rèn kiếm, ông chớ có mở miệng quấy rầy ngài ấy. Phương Giã Tử không nghe lọt tai, tiếp tục giễu cợt nói, Diệp Bắc Minh, cậu dùng gang để rèn kiếm mà cũng muốn đánh bại lão già này sao? Ha ha, nói cho cậu biết cũng chả sao, thanh kiếm này của tôi có thể nằm trong số 3 thanh kiếm mạnh nhất đời tôi đấy. Đến cả việc lựa chọn nguyên liệu để rèn kiếm mà cậu cũng không làm mà chỉ chọn đại một cục gang thôi hả? Gang có thể đánh bại Huyền Thiết ư? Đến lý luận cơ bản nhất mà cậu cũng không hiểu nữa là, tức cười chết mất. Thư ký Tiền bình tĩnh nói, Phương Giã Tử, ông câm miệng đi, đừng nói nữa. Ha ha! Phương Giã Tử cười to như chó được mùa. Đinh đinh đinh! Ngọn lửa bắt đầu bùng lên, mỗi nhát búa của Diệp Bắc Minh đập xuống đều chứa một luồng kiếm ý khủng khiếp. Kiếm ý ẩn chứa trong ấy. Nó thông qua búa dung nhập vào trong gang. Những võ giả tầm thường không hiểu kiếm ý thì chẳng hề phát hiện ra điều đó. Đây là... Đứng giữa đám đông có một ông lão đang đứng quan sát chợt sững người. Sau đó lại lắc đầu thở dài, Phương Giã Tử thua rồi. Bên cạnh ông lão có một cô bé đáng yêu, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia phảng phất sự trẻ con chưa chút bớt. Làn da cô gái ấy trắng nõn nà, dáng người nóng bỏng. Cô gái không tin nói, ông nội ơi, sao Phương Giã Tử lại bại trước tên đó được chứ? Một miếng gang bình thường sao có thể địch lại Huyền Thiết được? Ông lão vẫn đăm chiêu quan sát, nhưng vấn đề là cậu ta dùng kiếm ý để rèn thanh kiếm kia, mỗi một nhát búa đập xuống đều ẩn chứa một luồng kiếm khí rất khủng khiếp. Kiếm của Phương Giã Tử đã rất mạnh, phẩm chất thanh kiếm đó đã đạt mức vũ khí cấp hoàng rồi. Nhưng đáng tiếc làm sao, trước vũ khí rèn từ kiếm ý thì nó chả là cái gì cả. Vũ khí được chia thành phàm phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Nó được phân chia giống cấp bậc của võ giả. Cô gái ngây người nói, ông nội, cậu ta dùng kiếm ý để rèn kiếm sao? Làm sao được vậy chứ? Cô gái thốt lên. Có rất nhiều võ giả quay đầu lại, khó hiểu nhìn họ. Cô gái che miệng nhỏ xinh của mình lại. Không dám phát ra tiếng động nào. Kiếm ý đó. Dùng kiếm ý để rèn một thanh kiếm ư. Sao Diệp Bắc Minh làm được chứ? Nên biết một điều rằng đối với võ giả bình thường mà nói, để chém ra kiếm ý là điều vô cùng gian khó. Ấy vậy, mỗi lần Diệp Bắc Minh đập búa đều có kiếm khí, rồi dẫn nó dung nhập vào trong kiếm. Nó, chả phải quá ngược đời hay sao? Vãi! Cô gái không nhịn được mà hít sâu, cả người đều run lên. Người kia là yêu quái phương nào? Một giờ sau, đinh! Búa cuối cùng giáng xuống, thanh kiếm được rèn thành công. Phương Giã Tử có chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi ông ta cười khinh khỉnh nói, Diệp Bắc Minh, cậu rèn chậm hơn tôi khoảng một giờ đấy. Lão già này rèn một thanh kiếm được làm bằng huyền thiết, là một vũ khí hoàng phẩm. Còn cậu thì lại dùng gang để rèn kiếm, có cần so tài nữa không? Diệp Bắc Minh lười đáp lại ông ta. Anh ra tay chứng tỏ luôn. Anh chém ra một kiếm. Một tiếng đinh giòn tan vang lên. Thanh bảo kiếm trong tay Phương Tử Giã đã bị chém thành hai đoạn. Cả không gian chìm trong tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Đôi đồng tử của Phương Tử Giã co rút, sao? Sao? Sao lại thế được chứ? Không thể nào. Là giả, tất cả đều là giả. Chắc chắn là tôi đang nằm mơ. Ông ta hoảng sợ, run rẩy, khiếp hãi đến tột cùng. Một sự hãi hùng kéo tới. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Bắc Minh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh. Một giọng nói hệt như của thần chết truyền tới, ông thua rồi. Giọng nói ấy rét lạnh. Không chút cảm xúc. Cứng cỏi như sắt thép. Phương Giã Tử sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, Long Soái, thật. Thật xin lỗi. Tôi nhận thua, xin ngài tha cho tôi nguyện ý từ nay trở đi thần phục dưới chân ngài. Tôi nguyện làm con chó của ngài, xin ngài tha cho tôi. Rầm rầm rầm. Ông ta dập đầu một cách điên cuồng. Dập đầu đến mức chảy máu đầm đìa. Ngay lúc ấy, cái gì danh vọng, thân phận, địa vị, lòng tự tôn chứ,
khi đối mặt với sống chết thì chúng chẳng đáng một đồng. Đại sư Phương Giã Tử. Những võ giả xung quanh vô cùng kinh ngạc, cơ thể bọn họ cứng đờ lại. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn Phương Giã Tử, nói, có chơi có chịu, ông bỏ mạng lại đi. Anh đưa tay lên, chém xuống một kiếm. Một kiếm ấy rất gọn gàng dứt khoát. Phụt. Phương Giã Tử đầu lìa khỏi xác, trên gương mặt già nua còn lại dáng vẻ đầy hoảng sợ. Ông ta thế quái nào cũng không thể tin rằng Diệp Bắc Minh thật sự chém chết mình. Ông ta là đại sư đúc kiếm số một phương Bắc đấy. Nếu để ông ta lại thì ắt sẽ cực kỳ hữu dụng. Bản thân ông ta nếu còn sống thì chính là một kho tàng, dựa vào đâu mà giết ông ta chứ? Một dòng suy nghĩ thoáng chảy qua đầu, anh cất thanh kiếm mình rèn vào. Diệp Bắc Minh rời khỏi đây. Lúc này, thư ký Tiền mới hoàn hồn, bèn nhanh chóng đuổi theo. Xoẹt! Bỗng nhiên! Một bóng người lóe lên, đó chính là ông lão đang ngồi quan sát mọi chuyện kia. Ông lão chặn Diệp Bắc Minh lại rồi bảo, anh bạn này, cậu có thể nhịn đau mà bán thanh kiếm mình vừa rèn kia cho tôi không? Cô gái kia nói, tên nhãi nhép kia, đừng có không biết điều. Ông nội của tôi là Vân Chi Lan, ông tôi coi trọng kiếm của anh đã là nhờ vào phúc khí anh 10 đời tu luyện rồi. Vân Chi Lan ư? Tất cả mọi người chấn động, khó tin nhìn vào ông lão bỗng dưng xuất hiện kia. Ôi mẹ ơi, đây chính là người kế thừa danh hiệu của Độc Cô Kiếm Thánh sau khi ông ấy mất tính, Vân Chi Lan đấy. Nghe nói người của gia tộc người canh giữ từng hợp tác với nhau, mời ông ta trở thành một trong những người canh giữ của Long Quốc nhưng đã bị ông ta từ chối. Kiếm thánh Vân Chi Lan xuất hiện kia, ôi trời ơi! Ông ta coi trọng thanh kiếm kia ư? Cho dù Diệp Bắc Minh có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào đối địch với Vân Chi Lan được. Ngay khi mọi người đều nghĩ như thế, khi bọn họ đều nghĩ Diệp Bắc Minh sẽ không dám từ chối. Anh thản nhiên nói, không có hứng, không bán, tránh ra đi. Cái gì? Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh. Bọn họ đang nghe gì thế? Ôi vãi! Người kia là Vân Chi Lan đó, vậy mà Diệp Bắc Minh lại dám từ chối ông ta sao? Thư ký Tiền cũng rất hoảng sợ, bèn bước lên, giới thiệu thân phận của Vân Chi Lan cho anh biết. Long Soái, ông ta là kiếm thánh hiện tại của Long Quốc đó. Vốn dĩ có thể trở thành người thủ hộ của Long Quốc nhưng ông ta đã từ chối. Thư ký Tiền vô cùng e dè nhìn về phía Vân Chi Lan. Diệp Bắc Minh khẽ cười nói, kiếm thánh đương nhiệm giỏi lắm à. Nếu không phải do sư phụ của anh bế quan không chịu ra ngoài thì kiếm thánh của Long Quốc không tới lượt Vân Chi Lan đâu. Cô gái đứng bên cạnh Vân Chi Lan cực kỳ tức giận, người như bốc hỏa nói, tên kia, thái độ của anh thế nào đấy? Ông nội của tôi là kiếm thánh, đến cả kiếm thánh mà anh cũng dám mạo phạm. Cô gái ấy là Vân Kiếm Bình, đang tuổi 19. Cô ta là cháu gái của Vân Chi Lan. Những võ giả xung quanh đã sợ đến mức không dám lên tiếng rồi. Đó chính là kiếm thánh. Là sự tồn tại có thể sánh ngang với người thủ hộ. Vậy mà Diệp Bắc Minh không thèm nể mặt ông ta, quả thật rất to gan lớn mật. Sắc mặt Vân Chi Lan hơi trầm xuống. Ánh mắt ông ta thay đổi. Sau khi trầm ngâm một lát, ông ta bỗng nở nụ cười nói, ha ha, người trẻ tuổi tức giận quá âu cũng là điều thường tình. Nếu cậu không bán thì thôi. Ông ta nói xong, rồi bước qua một bên nhường đường cho Diệp Bắc Minh đi qua. Mọi người sững sờ. Vân Kiếm Bình không thể tin nổi thốt lên, ông nội, ông. Vân Chi Lan lắc đầu nói, được rồi, đừng nói nữa. Ông ta chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh một hồi. Diệp Bắc Minh và thư ký Tiền thì rời khỏi đây luôn. Những võ giả khác nhỏ giọng bàn tán. Tên Diệp Bắc Minh kia thế mà không thèm nể mặt Vân Tiền bối luôn. Người như thế, cho dù leo cao tới đâu đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ té thật đâu cho coi. Chút đạo lý đối nhân xử thế mà cũng không hiểu nữa, tiền bối kiếm thánh ngỏ lời muốn mua kiếm của mình hẳn nên hai tay dâng lên mới đúng chứ. Tất cả mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Vân Kiếm Bình bước tới, trên gương mặt xinh đẹp kia đều là sự bất mãn, ông nội, ông cho cậu ta mặt mũi nhiều thế làm gì. Ông coi trọng thanh kiếm của cậu ta đúng là vinh hạnh thích 10 đời mới có. Vân Chi Lan mỉm cười lắc đầu. Kiếm Bình, cháu nghĩ nhiều rồi. Chẳng bao lâu nữa, sợ rằng người kia sẽ siêu việt hơn ông. Cái gì? Vân Kiếm Bình sửng sốt, mở to mắt. Cô ta khó tin nói, ông nội,
sao cậu ta có thể vượt qua ông được chứ? 10 năm tới, rồi 20 năm, thậm chí là 30 năm thì cậu ta cũng không cách nào vượt qua được. Thực lực của ông chính là võ thánh đỉnh phong đấy, nếu may mắn biết đâu có thể trở thành võ đế. Còn cậu ta thì dựa vào cái gì chứ? Vẻ mặt cô ta đầy sự khinh thường. Đúng thế. Diệp Bắc Minh dựa vào đâu chứ? Dẫu thiên phú của Diệp Bắc Minh có khủng cỡ nào thì cậu ta có cơ hội trở thành võ đế không? Giới võ đạo của Long Quốc đã trải qua hàng nghìn năm, tới bây giờ, số lượng võ đế được sinh ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy tháng gần đây, tuy Diệp Bắc Minh phất lên rất nổi. Nhưng có bao nhiêu thiên kiêu chi tử ngã ngựa giữa đường chứ? Vượt qua ông nội của mình sao, nằm mơ đi. Vân Chi Lan hơi thất vọng nhìn về phía Vân Kiếm Bình nói, người nọ không phải vật trong ao đâu. Ôi! Ông ta thở dài thườn thượt. Ông ta không cần nhiều lời nữa. Đứa cháu gái này của mình cái gì cũng tốt. Chỉ có mỗi tầm nhìn quá hạn hẹp. Nếu ông ta có đứa cháu trai như Diệp Bắc Minh thì nhắm mắt xuôi tay cũng không có gì tiếc nuối. Dọc đường trở về. Thư ký Tiền lo lắng hỏi, Long Soái, Phương Giã Tử là đúc kiếm sư hàng đầu của nhà họ Phương. Nhà họ Phương là một trong các gia tộc người canh giữ mà ngài đã giết Phương Giã Tử rồi. Sợ rằng, Diệp Bắc Minh nhắm mắt thảnh thơi. Rồi anh bình thản nói, nhà họ Phương à, ha ha, tôi còn đang định đi gây sự với bọn họ đây này. Hả? Thư ký Tiền muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thấy đành thôi. Cuối cùng, anh ta lắc đầu không nhắc tới chuyện đó nữa. Đây không phải là chuyện anh ta có thể khuyên bảo được. Thư ký Tiền đưa Diệp Bắc Minh tới phủ Long Soái rồi cáo từ. Xe thư ký Tiền vừa đi, thì sau lại có mấy chiếc xe tới đậu ngoài cửa phủ Long Soái. Mười mấy người đàn ông bước từ trên xe xuống, bọn họ đều là những quản lý cấp cao của Hiệp hội Võ đạo Long Quốc. Hội trưởng, Đường Thiên Ngạo dẫn đầu đoàn người cúi đầu 90 độ chào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bình thản nhìn bọn họ rồi nói, các người tìm tôi có việc gì không? Đường Thiên Ngạo nhìn tới nhìn lui, rồi thấp giọng nói, hội trưởng, ở đây không tiện lắm, hay là chúng ta vào trong nói chuyện? Vậy theo tôi, Diệp Bắc Minh bước vào phủ Long Soái. Đám người Đường Thiên Ngạo không dám chần chừ, bọn họ lập tức theo sát đằng sau. Trong sảnh lớn, Diệp Bắc Minh ngồi ở ghế chủ nhà, nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Đường Thiên Ngạo đứng trong sảnh, trông giống như quan lại bẩm báo chính vụ với hoàng đế thời phong kiến vậy, hội trưởng, xin cậu ra tay cứu giúp, cứu hiệp hội võ đạo ra khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng ạ. Cứu thế nào? Diệp Bắc Minh nhìn vào Đường Thiên Ngạo. Trên người ông ta có thương tích, khí huyết trên người không đủ nữa. Tuy ông ta đã cố gắng che giấu rồi nhưng không thể nào qua mắt Diệp Bắc Minh được. Đường Thiên Ngạo không giấu giếm nữa, nói thẳng, là thế này. Hiệp hội võ đạo có một sản nghiệp riêng là Vạn Bảo Lâu. Ngoại trừ hội phí hàng năm do hội viên đóng góp thì nguồn thu nhập nhiều nhất của cả hiệp hội đều đến từ Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu kinh doanh đan dược, đấu giá, dược liệu, bí tịch, vũ khí và các mặt hàng kinh doanh khác liên quan tới võ giả. 30 năm trước, hiệp hội võ đạo của chúng ta vẫn rất giàu có, hàng năm đều tặng kha khá đan dược cho các hội viên bình thường vậy nên địa vị của hiệp hội võ đạo ở Long Quốc không tệ lắm. Thế nhưng, kể từ khi cậu giết chết hội trưởng tiền nhiệm Lý Kiếm Trần tới nay, nguồn cung cấp từ phía Vạn Bảo Lâu cho Hiệp hội Võ Đạo mỗi năm mỗi ít. Nửa năm gần đây đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Đường Thiên Ngạo càng nói càng tức giận, vốn dĩ lâu chủ Vạn Bảo Lâu là phó hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo. Ngay hôm trước, tên kia gửi một bức thư tới đây, ý bảo mình phải rời khỏi Hiệp hội Võ Đạo. Vạn Bảo Lâu của Hiệp hội Võ Đạo chúng ta vậy mà lại trở thành sản nghiệp của tên kia. Ông ta quỳ gối trước mặt Diệp Bắc Minh, rồi chắp tay nói, hội trưởng, xin cậu hãy ra tay. Xin cậu đích thân tới Vạn Bảo Lâu để đoạt lại nó. Các quản lý cấp cao khác của hiệp hội cũng bước ra khỏi hàng. Bọn họ đồng loạt quỳ gối xuống, đồng thanh nói. Xin hội trưởng đích thân ra tay đoạt lại Vạn Bảo Lâu. Diệp Bắc Minh chỉ cười không nói gì. Đám người Đường Thiên Ngạo không rõ ra sao. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau trao đổi qua mắt. Ý của hội trưởng là sao vậy? Lẽ nào hội trưởng không muốn nhúng tay vào chuyện này ư? Mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Bỗng nhiên, giọng nói của Diệp Bắc Minh truyền tới, các ông không phải là đối thủ của người trong Vạn Bảo Lâu nên tới cửa bị người ta đánh tanh bành phải không? Hơ! Đường Thiên Ngạo kinh ngạc ngẩng đầu lên.
những người khác cũng đều vẻ khó tin. Gương mặt già nua của Đường Thiên Ngạo đỏ bừng vì ngượng, hội trưởng, sao cậu? Sao cậu biết thế? Má ơi! Kinh khủng quá! Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu đáp, ông thân là phó hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo, nhưng lại bị thương. Ngoại trừ Vạn Bảo Lâu trong miệng ông ra thì gần đây chắc không ai có thể khiến ông bị thương. Khù khù! Đường Thiên Ngạo cúi đầu, thấy thẹn nói, hội trưởng, cậu đoán đúng rồi. Thế nhưng lâu chủ Vạn Bảo Lâu không những đánh tôi bị thương mà còn nói ra những câu ngông cuồng nữa. Tên kia nói rằng sau này, bất kỳ kẻ nào của Hiệp hội Võ Đạo chúng ta dám bén mảng tới Thành Võ Đế thì để chúng ta đứng đi vào nằm đi ra. Ngay sau đó, đôi mắt các thành viên khác của Hiệp hội Võ Đạo đều đỏ rực. Diệp Bắc Minh bất ngờ nói, Vạn Bảo Lâu ở Thành Võ Đế sao? Đúng vậy. Đường Thiên Ngạo gật đầu đáp. Ánh mắt Diệp Bắc Minh chợt lóe, lẽ nào đó chỉ là trùng hợp ư? Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lại truyền tới, tôi có thể đồng ý giúp các người, nhưng mà có hai điều kiện. Cậu nói đi. Đường Thiên Ngạo rất kích động. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, thứ nhất, sau khi đoạt lại Vạn Bảo Lâu thì đồ vật trong đó cho tôi tùy ý chọn lựa. Tôi lấy bao nhiêu các người không được phản đối. Tâm trạng đầy kích động của Đường Thiên Ngạo biến mất. Vãi nồi. Cái này là ăn cướp giữa chợ rồi còn gì. Các nhân viên cấp cao khác của Hiệp hội Võ Đạo cũng ngẩn ngơ, thầm cắn răng. Lén lút nắm chặt nắm đấm. Liếc mắt nhìn nhau. Chịu vậy thôi. Nếu Diệp Bắc Minh không ra tay thì có lẽ từ nay về sau Vạn Bảo Lâu không còn chút quan hệ nào với bọn họ. Thế thì một đồng cũng chả có nữa là. Đường Thiên Ngạo gật đầu đáp, được, bọn tôi đồng ý với cậu. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, thứ hai, tôi muốn đề cử hai người phó hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo. Đám người Đường Thiên Ngạo rời đi. Diệp Bắc Minh bèn lấy điện thoại ra gọi cho hai dãy số. Lâm Thượng Hải, chuyện ở vùng Tam Giác Vàng tạm gác lại đi, về Long Đô thôi. Lăng Phong, đến Long Đô. Sau khi bọn Đường Thiên Ngạo rời khỏi phủ Long Soái, cả đám cùng tụ lại một chỗ. Sắc mặt của bọn họ đều hơi khó coi. Một ông già trong đó nói, dã tâm của Diệp hội trưởng không nhỏ nha, một lần đề cử tận hai người làm phó hội trưởng. Sau này e là địa vị của chúng ta ở Hiệp hội Võ Đạo càng ngày càng thấp hơn. Những người khác cũng đều nhíu mày. Bọn họ đều dùng vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Đường Thiên Ngạo. Nếu không phải do Đường Thiên Ngạo thì sao lại xảy ra chuyện này chứ? Đề nghị của ông ta thật ngu ngốc. Ông ta bảo bọn họ đi xin Long Chủ để cho Diệp Bắc Minh trở thành hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo. Đường Thiên Ngạo lắc đầu nói, cụ Trịnh và các vị trưởng lão à, các vị cảm thấy thiệt lắm ư? Hứ, cụ Trịnh hừ, nói, không phải nói thừa à. Đâu chỉ chịu thiệt không thôi, mà là tổn thất quá lớn ấy chứ. Tôi thấy chưa chắc. Đường Thiên Ngạo lắc đầu. Cụ Trịnh nhìn ông ta, nói quyền lợi đều bị chia đều ra ngoài, giờ giao cho Diệp Bắc Minh mà không thiệt hả? Đường Thiên Ngạo nhìn cụ Trịnh và các vị trưởng lão còn lại, nói, nếu Diệp hội trưởng có thể dẫn dắt Hiệp hội Võ Đạo chúng ta trở thành tổ chức võ giả hùng mạnh nhất Long Quốc thì sao? Thậm chí còn vượt qua cả gia tộc Cổ Võ và gia tộc Người Canh Giữ thì sao? Tất cả sửng sốt. Ngay sau đó, cả bọn đều nở nụ cười khinh khỉnh chế nhạo sự phi thực tế ấy. Sao có thể chứ? Nói si nói mộng gì đấy? Đến cả gia tộc Cổ Võ đều không vượt qua được đâu, chớ nói gì gia tộc Người Canh Giữ chứ? Đường phó hội trưởng còn chưa tỉnh ngủ nhỉ? Kể cả cụ Trịnh, những lão già khác đều lắc đầu. Đường Thiên Ngạo tự tin cười nói, tôi biết mọi người sẽ phản ứng thế mà. Các vị còn nhớ chuyện nhà họ Long trong gia tộc Người Canh Giữ bị giết mấy ngày trước không? Mọi người sững sờ. Soạt soạt soạt. Cụ Trịnh sợ hãi liên tục lùi về sau, căng thẳng nhìn quanh rồi nói, sao tự nhiên ông nhắc tới chuyện này làm gì? Đường Thiên Ngạo, chuyện của gia tộc Người Canh Giữ mà cũng dám nói lung tung à? Ông điên rồi à? Chuyện gia tộc Người Canh Giữ bị giết mà ông cũng dám bàn luận sao, cẩn thận gây họa đấy. Các trưởng lão khác đều thế. Bọn họ nhanh chóng chạy sang phía đối diện, không dám đứng chung một chỗ với Đường Thiên Ngạo. Các vị trưởng lão à, tôi thấy các vị bị dọa vỡ mật rồi, Đường Thiên Ngạo lắc đầu nói. Ông ta chuẩn bị ra đòn chí mạng đây. Ông ta nói thẳng vấn đề, nhà họ Long là do Diệp hội trưởng xử đó. Cái gì? Sao có thể chứ? Đám người cụ Trịnh mở to mắt, không thể nào tin nổi.
Đường Thiên Ngạo lấy điện thoại di động ra, mở một phần tài liệu cho bọn họ đọc. 5 phút sau. Má ơi! Những quản lý cấp cao của Hiệp hội Võ Giả hít sâu lấy lại bình tĩnh, bọn họ đều bị nội dung trong tài liệu sững người rồi. Tim như sắp nổ tung ấy. Ngoại trừ khiếp hãi thì chỉ là khiếp hãi mà thôi. Cụ Trịnh sợ run người, ông trời ơi! Thực lực của Diệp hội trưởng mạnh đến mức nào chứ? Đường Thiên Ngạo cười tươi rói nói, vậy nên các vị trưởng lão cho rằng thực lực của Diệp trưởng lão có đủ dẫn dắt chúng ta trở thành Hiệp hội Võ Đạo danh xứng với thực tại Long Quốc không? Khoảng tầm nửa ngày sau, Tây Vực, ở một đoạn quốc lộ sâu trong khu không người. Lâm Thương Hải đang lái xe. Vạn Lăng Phong ngồi ghế phó lái nói, chủ nhân, thành Võ Đế cách sân bay chúng ta hạ khoảng 500 km. Xe của bọn Đường Thiên Ngạo theo sát đằng sau. 5 chiếc xe, tổng cộng 20 mấy người. Diệp Bắc Minh ngồi đằng sau nói, bao lâu là tới? Vạn Lăng Phong đáp lời, tầm trạng vạng là tới. Trần Lê Y bưng một dĩa dưa hấu lại cho Diệp Bắc Minh. Nếu anh đã quyết định bồi dưỡng Trần Lê Y rồi, thì dẫn cô ấy theo bên mình để huấn luyện cũng không sao cả. Diệp Bắc Minh ăn dưa hấu xong thì nhắm mắt lại. Ý thức của anh tiến vào trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiến hành quyết đấu sinh tử với hình nộm. Anh đã tiến vào Võ Hoàng hậu kỳ nên tốc độ, lực lượng và sức chiến đấu của hình nộm cũng đều tăng vọt. Đằng sau đoàn xe của Diệp Bắc Minh bỗng có tiếng động cơ truyền tới. Sau đó, hơn 10 chiếc xe thể thao Việt dã xuất hiện. Tất cả chúng dàn hàng rộng ra, ống xả của xe cũng bị sửa lại. Tiếng động cơ đinh tai nhức óc vang vọng. Bọn chúng nhìn đoàn xe sau Diệp Bắc Minh rồi không chút nể nang vượt lên trước. Chúng dàn hàng. Ngay sau đó, hơn 10 chiếc xe thể thao gần như phanh lại cùng một lúc. Két. Lâm Thương Hải phanh xe lại. Trên mặt đất xuất hiện vết phanh xe dài hơn 10 mét. Nếu không nhờ tính năng của xe rất tốt thì e là bọn họ đã văng khỏi đường rồi. Địch, mấy tên này bị điên à, Lâm Thương Hải gầm lên. Diệp Bắc Minh mở mắt. Xe của đám Đường Thiên Ngạo bám sát nhau quá nên phanh không kịp. Nên bọn họ đã tông vào đuôi xe đi trước. Rầm rầm rầm. Hơn 10 chiếc xe thể thao Việt dã kia thấy thế thì điên cuồng nhấn chân. Lái xe chạy quanh đoàn xe của Diệp Bắc Minh. Cát vàng bay đầy trời. Há há há. Một vài người trẻ tuổi ngồi trong xe la ó như bọn điên trốn viện. Ha ha, xem kìa, bọn ngu đó tông vào đuôi xe nhau kìa. Mấy cái xe củi bắp này mà cũng dám vào Tây Vực sao? Vất vả lắm mới gặp được bọn ngu, hay chúng ta chơi chút kích thích đi. Nhào vô, ai sợ ai chứ? Mấy tên thanh niên ngông cuồng trong xe thể thao Việt dã cuồng loạn kêu to. Đôi mắt Diệp Bắc Minh thoát hiện lên luồng sát ý lạnh như băng. Anh đẩy cửa bước xuống xe. Lâm Thương Hải và Vạn Lăng Phong liếc nhìn nhau rồi cùng bước xuống xe. Có người xuống xe kìa. Một thanh niên trai tráng xăm hình trên cổ nhếch miệng cười nói, tao cá là nó không thoát được đâu. Một tên khác đang lái chiếc xe thể thao Việt dã bên cạnh cười bảo, tao cá là tên đó tránh được. Nếu mày thua thì gái của mày đêm nay theo tao. Còn nếu tao thắng thì bạn gái của mày cho tao mượn đỡ 2 ngày. Chốt kèo. Tới đi. Tên thanh niên xăm hình ở cổ xoay tay lái, đạp chân ga. Tên đó lái xe lao thẳng tới chỗ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chỉ đứng đó, thờ ơ nhìn chiếc xe đang lao tới. Thanh niên xăm hình ở cổ cười to nói, ha ha, Lưu Chu, mày thua, thằng nhãi bị dọa cứng người rồi. Lưu Chu tức tối mắng, vãi, thì ra là gặp một tên đần. Rầm rầm rầm, ha ha, nhãi nhép, chết đi. Thanh niên xăm trổ ở cổ nhe răng cười, đạp mạnh chân ga. Định bụng đâm chết Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh đưa tay lên, tung ra một quyền. Tiếng nổ ầm 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 truyền tới, chiếc xe Việt dã đang lao tơi bỗng bay ngược ra ngoài, tông thẳng vào chiếc xe của Lưu Chu. Hai chiếc xe thể thao Việt dã nổ tung, lửa bốc lên ngút trời. Két, két, két. Từng tiếng phanh xe dồn dập truyền tới, tất cả chiếc xe thể thao Việt đều dừng lại. Một đám thanh niên từ trên xe leo xuống, trong ánh mắt bọn chúng đều tràn ngập kinh hãi. Má ơi, tên này còn là người sao? Một quyền mà làm chiếc xe nổ tung luôn. Siêu Saiyan hả? Thay vì sợ hãi thì bọn nít danh đó lại càng thêm phấn khích hơn khi thấy cảnh đó. Bộp bộp bộp, một chàng vỗ tay truyền tới.
tất cả bọn chúng đều cúi đầu, tránh sang một bên chừa ra một con đường. Một thanh niên âm u bước tới. Theo sau cậu ta là hai ông lão, thực lực cả hai đều là võ tôn sơ kỳ. Người thanh niên u ám kia nhìn Diệp Bắc Minh như thể nhìn xác chết, nói thực lực không tệ, quỳ xuống đi. Thừa dịp tao còn chưa tức giận mà quỳ xuống đi. Tự sát, đền mạng cho hai người bạn của tao. Xoẹt. Diệp Bắc Minh bước lên, nhanh như điện xoẹt. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người thiếu niên âm u kia, bóp chặt cổ cậu ta. Trong chốc lát, không gian tĩnh lặng, đồng tử người thanh niên trẻ tuổi co rút lại như đang gặp quỷ dữ. Hai ông lão đằng sau cậu ta cũng kinh hoàng, hét to lên, tên khốn nạn kia, đây là con trai của vua Tây Vực đấy, cậu dám động vào sao? Con trai của vua Tây Vực. Vạn Lăng Phong hoảng sợ. Đám người Đường Thiên Ngạo vừa mới xuống xe, thấy cảnh đó cũng hết hồn. Lai lịch lớn thật đấy, con trai của vua Tây Vực luôn. Vua Tây Vực là Tào Anh. Dưới trướng ông ta có 4 đội quân. Mỗi đội quân có khoảng 600.000 binh lính. Một người thống lĩnh hơn 2 triệu binh lính. Ông ta thống trị cả Tây Vực, đánh thuế hàng năm như hoàng đế. Mà thanh niên này vậy mà lại là con trai của vua Tây Vực. Chẳng trách cậu ta lại kiêu ngạo như vậy. Buông tiểu vương ra ra, nếu không sẽ bị tru di cửu tộc. Hai ông lão gầm lên, rồi ra tay cùng lúc. Khí thế trào dâng như núi lửa tỉnh giấc lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, hai ông lão kia lập tức nổ tung, hóa thành một bãi máu. Má ơi! Chứng kiến cảnh đó, đám thanh niên kia hít một hơi thật sâu. Bọn họ đi theo tiểu vương ra tàu sảng chơi đùa với nhau, tất nhiên là biết hai ông lão này kinh khủng nhường nào. Thế nên, bọn chúng luôn dựa dẫm vào hai ông lão này với danh tiếng của vua Tây Vực. Ngoại trừ thành võ đế ra thì bọn họ đủ chống lưng để tung hoành ngang ngược ở Tây Vực. Vậy mà hai ông lão kia lại bị Diệp Bắc Minh đánh một quyền tan xác. Thật kinh khủng. Ha ha. Tào Sảng cười ha hả. Cho dù cậu ta đang bị Diệp Bắc Minh bóp chặt cổ, sắp nghẹt thở đến nơi thì vẫn cười như điên, nói, hay lắm, chơi hay lắm. Hai lão già kia là do ba tao gài bên cạnh, phiền chết đi được. Mày giết hay lắm. Tốt quá, thật tốt quá. Ha ha. Tào Sảng cười phá lên như một thằng điên. Trần Lê Y nói, lẽ nào tinh thần tên kia không bình thường. Vạn Lăng Phong nhíu mày, hình như có chút vấn đề. Lúc này, phía xa xa có hơn 10 chiếc xe bọc thép và một đội quân khoảng 3.000 người đang lại gần. Cầm đầu là một tên tướng quân, khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang bóp cổ Tào Sảng thì sợ hết hồn. Bèn quát lên, danh con kia, cậu đang làm gì đó? Còn không mau thả tiểu vương ra ra. Dương Chiến Ưng, ông ta là một trong 13 vị thái bảo của vua Tây Vực. Dương Chiến Ưng chỉ huy 3.000 binh lính bao vây đám người Diệp Bắc Minh. Ha ha! Tào Sảng cười to, Dương tướng quân, ông tới chậm rồi. Dương Chiến Ưng sợ tụt quần, quỳ xuống đất nói tiểu vương ra. Thật xin lỗi! Tào Sảng nhìn vào Diệp Bắc Minh, vẫn cười điên loạn như vậy, ha ha, thấy chưa, người của tao tới rồi. Tao thừa nhận đúng là mày có chút sức mạnh đó, nhưng mà... Ha ha, không ngờ tới phải không? Ba tao là vua Tây Vực đấy. Mày nói thử xem, lát nữa tao sẽ chơi chết mày thế nào. Diệp Bắc Minh chỉ bình thản nói, ồn ào. Cổ tay anh siết chặt lại một chút. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Cổ của Tào Sảng bị bóp nát. Trong mắt của cậu ta lòi ra ngoài, trên mặt tràn ngập sự sợ hãi và hối hận tột cùng. Giống như đang hỏi rằng, sao mày dám giết tao? Sao tên kia có thể giết mình chứ? Tao là con trai của vua Tây Vực mà. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải cũng ngơ ngác. Bọn họ không ngờ rằng chủ nhân dù biết Tào Sảng là con trai của vua Tây Vực mà còn quả quyết bóp chết cậu ta như thế. Đây đúng là tính cách của chủ nhân mà. Đỉnh, quá đỉnh, đỉnh của chóp luôn, bọn họ thầm nghĩ. Vạn Lăng Phong kích động đến mức run cả người. Ông ta vốn là chiến thần nên tất nhiên biết vua Tây Vực khủng khiếp đến mức nào. Lâm Thương Hải túa mồ hôi lạnh. Á, còn mấy thanh niên đi chơi với Tào Sảng thì sợ vãi đái. Bọn họ bị dọa điên người rồi. Cả đám hét lên thảm thiết như heo chọc tiết. Tiểu vương gia. Không, tiểu vương gia chết rồi. Tiêu rồi, cả nhà tôi tiêu đời rồi, tiểu vương gia chết rồi. Cả đám sợ tới mức sụi lơ. Tiểu vương gia chết rồi.
Chắc chắn vua Tây Vực sẽ bắt bọn họ chôn cùng cậu ta. Đầu óc Dương Chiến ưng ong ong, hai mắt ông ta đầy tơ máu. Ông ta vừa định hạ lệnh giết chết Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đã ra lệnh trước rồi, giết hết tất cả, không chừa lại tên nào. Cái gì? Dương Chiến ưng sững người. Bọn họ chỉ có vài người thôi mà muốn giết 3.000 binh lính của ông ta sao? Cậu ta muốn lên trời ở hả? Xoẹt xoẹt. Diệp Bắc Minh vẫy tay, kiếm đoạn long xuất hiện. Một luồng kiếm khí quét qua, đồng tử của Dương Chiến ưng co rút lại, trong đôi mắt ông ta phản chiếu hình bóng luồng kiếm khí kia. Cậu rốt cuộc là ai? Dương Chiến ưng sững người đứng ngây tại chỗ. Ông ta và hơn 100 người đằng sau đã hóa thành một bãi máu loãng. Vạn Lăng Phong quát lên, giết. Lâm Thương Hải theo sát đằng sau, nhập cuộc chiến đấu. Đám người Đường Hạo Thiên ngơ ngác đứng đó, nhìn cảnh này mà cả bọn sợ cứng người. Bọn họ trố mắt nhìn. Trong lòng cả bọn sóng gió cuồn cuộn nổi lên. Hơn nửa tiếng sau, đám người Đường Thiên Ngạo vẫn còn trong cơn sốc tinh thần ấy. Diệp Bắc Minh, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, chỉ mỗi ba người họ ra tay thôi mà đã quét sạch đội quân 3.000 binh lính của vua Tây Vực. Đám thanh niên đua xe kia đều đã bị diệt sạch. Đám người Đường Thiên Ngạo đã sốc nặng lắm rồi. Ừng ực. Cụ Trịnh nuốt nước miếng, tôi tin hội trưởng diệt sạch nhà họ Long thật rồi. Thủ đoạn cỡ này thì ngoại trừ hội trưởng ra thì chẳng còn ai làm được cả. Đây là 3.000 người đó, ra đầu Đường Thiên Ngạo run lên. Diệp Bắc Minh từ tốn quay về. Trên người anh không dính chút máu nào. Hai người Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải đã thấm đẫm máu tươi, cả người bọn họ đều bốc lên một mùi máu tươi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Diệp Bắc Minh nói, tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, ở doanh trại của vua Tây Vực. Vua Tây Vực Tào Anh đang mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, đang điều binh khiển tướng trên sa trường. Giết, giết, giết. Hơn 1.000.000 binh lính phát ra những tiếng động ầm ĩ đinh tai nhức óc. Một ông lão chắp tay sau lưng, nhìn vào 1.000.000 binh lính trên thao trường. Ông lão đó khiếp sợ nói, đây là sát ý do 1.000.000 binh linh tỏa ra sao? Cho dù phía trước có là võ thánh thì sợ cũng phải nhượng bộ rút binh mà thôi. Ha ha! Tào Anh ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái nói, 1.000.000 binh lính này chỉ đâu đánh đó. Ông ta vung bàn tay to lên. Thanh kiếm dài trong tay chỉ về hướng bắc, nói, giết! Giết! Giết, giết, 1.000.000 quân lính đồng thanh hét to. Ông lão khiếp đảm, nhìn vào hướng mà vua Tây Vực chỉ. Long đô, lẽ nào ông ta muốn làm long chủ? Hít, sau lưng ông lão có một làn khí lạnh. Bỗng nhiên, báo, báo, báo. Một tên lính hoảng sợ chạy vọt vào, giọng nói đầy run rẩy, ghé vào dưới chân Tào Anh bẩm báo, vương thượng, tiểu vương gia. Chết rồi à? Vua Tây Vực Tào Anh nghe thấy vậy. Ánh mắt rơi trên người tướng sĩ. Con trai ông ta chết. Đùa gì thế? Một cước đạp bay tướng sĩ này, giọng nói mang theo ý lạnh, đồ khốn, bổn vương đang dẫn binh ở xa trường. Mày nói ra những lời này, chẳng lẽ muốn náo động lòng quân? Vung tay lên, người đâu? Mang xuống, chém. Rõ. 30 thân binh tiến lên kéo người này xuống. Tướng sĩ hoảng sợ gào thét thảm thiết, vương thượng, lời tôi nói đều là thật. Tào Anh cảm thấy không đúng lắm, từ từ. Thân binh buông tướng sĩ này ra. Tào Anh lạnh lùng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu mày dám lừa gạt tao, tao giết cửu tộc nhà mày. Tướng sĩ này run rẩy, vương thượng, tôi là lính trinh sát của Dương tướng quân. 1 giờ trước, trên đường tiểu vương ra đi về phía thành võ đế đã gặp phải một đám võ giả không rõ thân phận. Sau khi tiểu vương ra và bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, những võ giả kia liền đại khai sát giới. Những người đó không phát hiện ra tôi, chờ đến khi bọn họ rời đi. Lính trinh sát này toàn thân run rẩy, giống như chịu một loại kinh sợ nào đó. Tào Anh lạnh lùng nói, mày đã nhìn thấy cái gì? Ánh mắt lính trinh thám đỏ bừng, tôi nhìn thấy thi thể của tiểu vương gia. Không thể nào, con trai của Tào Anh tôi không thể chết. Tào Anh lắc đầu, vốn không tin. Toàn bộ Tây Vực không ai dám động đến con trai tôi. Dù là thành võ đế cũng không dám làm con trai tôi bị thương, con trai tôi không thể chết. Ông ta rất tự tin tuyệt đối. Nơi này là Tây Vực. Ông ta là vua Tây Vực. Ai mà không biết sự khủng khiếp của vua Tây Vực Tào Anh.
dù là những người canh giữ cũng nể tình ông ta vài phần. Lính trinh sát sợ phát khóc, đã sớm biết kết quả này, vương thượng, tôi đã chụp hình. Hắn lấy điện thoại, đưa Tào Anh nhìn bức ảnh Tào Sảng tử vong. Con trai! Tào Anh liếc nhìn, gào thét một tiếng. Tức giận bóp vỡ điện thoại, trên người bộc phát ra luồng khí thế kinh khủng, con trai tôi chết. Con trai của Tào Anh tôi đã chết. Dù là lão giả bên cạnh cũng không khỏi kinh hãi. Thực lực võ đạo của Tào Anh mặc dù không mạnh, nhưng lại là vua Tây Vực nắm trong tay hơn 2 triệu đại quân. Khí thế này đến võ thánh cũng phải tránh lui 90 dặm. Lúc này, toàn bộ sa trường rơi vào khoảng không gian tĩnh mịch. Vua Tây Vực nổi giận. Hàng triệu đại quân đều ngừng ngở, tiếng gầm thét của Tào Anh vang vọng trong không khí. Dương Chiến Ưng đâu? Tên phế vật đó. Có 3.000 đại quân trong tay mà không bảo vệ được con trai của vua Tây Vực. Lính trinh sát hoảng sợ quỳ trên đất, vương thượng, Dương tướng quân cũng đã chết, 3.000 đại quân chết hết sạch. Cái gì? Vua Tây Vực Tào Anh ngây người, 3.000 quân tinh nhuệ dưới tay Dương Chiến Ưng đã từng chiến đấu với người Hùng Quốc. Quả đúng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vậy mà toàn quân chết hết. Tào Anh cảm thấy chuyện không đúng lắm, đi, đi hiện trường xem một chút. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất dẫn theo 10.000 thân binh chạy tới hiện trường. Hai bên đường máu chảy thành sông. Thi thể đầy đất, thi thể của Tào Sảng nằm ngay trên đường. Cổ bị bóp nát. Con ngươi lồi ra, biểu cảm kinh hoàng. Giống như không ngờ mình sẽ chết. Con trai. Trong mắt Tào Anh đều là tia máu, cha, cha cho tôi. Hôm nay dù là ai, chỉ cần đi qua con đường này, bắt hết cho tôi. Tôi phải diệt 10 tộc của hắn. Mọi người toàn thân run rẩy. Vua Tây Vực giận dữ, giữa hàng triệu thi thể nằm đầy đất. 6 giờ chiều. Đã đến thành Võ Đế. Diệp Bắc Minh còn tưởng rằng thành Võ Đế là một thành trì cổ đại. Không ngờ sau khi đến, phát hiện cũng không khác thành phố trong nước. Điểm khác biệt duy nhất chính là thành tường cao vút. Vô cùng khí phái. Đa số người sống ở đây đều là võ giả. Vừa vào thành Võ Đế. Bỗng nhiên. Sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc, thần y Diệp, sao anh lại đến thành Võ Đế? Quay đầu nhìn lại, Hàn Nguyệt kích động chạy tới. Ban đầu ở Trung Hải Diệp Bắc Minh đã từng cứu ông nội cô ta là Hàn Kim Long một lần. Xem như là có chút quan hệ với nhà họ Hàn, anh gật đầu, có chút chuyện, sao cô lại ở đây? Hàn Nguyệt muốn nói gì đó, một tiếng quát truyền tới, Hàn Nguyệt, ai cho phép cô tự ý rời khỏi vị trí? Còn không quay về. Mặt đẹp của Hàn Nguyệt tái nhợt. Nhìn Diệp Bắc Minh một cái, nhanh chóng nói, tôi được chọn chúng, phải gia nhập tông môn võ đạo. Sau đó chạy về. Hừ. Người phụ nữ trung niên hừ lạnh. Sau khi lạnh nhạt nhìn đám người Diệp Bắc Minh, nhanh chóng rời đi. Những người này mặc quần áo trang sức của thế kỷ trước, có chút cảm giác phục cổ. Giống như người của gia tộc cổ xưa. Cũng có phần hơi giống người Côn Luân Hư. Đường Thiên Ngạo giải thích, Tổng hội trưởng Diệp, những người này đến từ Côn Luân Hư, chắc là tuyển chọn đệ tử. Đoán được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Côn Luân Hư quả thật có một vài tông môn, cách 5 năm hoặc 10 năm sẽ tới ngoại giới tuyển chọn một vài đệ tử có thiên phú tập võ. Diệp Bắc Minh đã sớm nhìn ra, thiên phú tu võ của Hàn Nguyệt không tệ. Bởi vì không liên quan đến anh, vì vậy anh không nhiều lời. Bây giờ xem ra Hàn Nguyệt đã được Côn Luân Hư chọn chúng. Đi, đi Vạn Bảo Lâu. Diệp Bắc Minh chẳng buồn suy nghĩ, anh và Hàn Nguyệt cùng lắm chỉ là quen biết, cũng không quá nhiều liên quan. Đường Thiên Ngạo kinh hãi, Tổng hội trưởng Diệp, lập tức đi Vạn Bảo Lâu sao? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt hỏi ngược lại, nếu không chờ đến Tết. Ực, Đường Thiên Ngạo nuốt nước miếng, Tổng hội trưởng Diệp, hay là chúng ta tìm chỗ ở trước, lập kế hoạch một chút. Không cần, đi luôn. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Hàn Nguyệt theo người phụ nữ trung niên đi cách đó không xa. Người phụ nữ đột nhiên dừng lại, Hàn Nguyệt, cô và người đàn ông đó có quan hệ gì? Sao lại gọi hắn là thần y? Hàn Nguyệt cúi đầu, Phùng trưởng lão, anh ta đã cứu ông nội tôi một lần, y thuật rất nghịch thiên. Hơn nữa, Phùng trưởng lão trực tiếp cắt lời cô ta, khinh thường bật cười, y thuật rất nghịch thiên. Ha 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 ha, Hàn Nguyệt, ánh mắt mấy người giới thế tục các cô quá rác rưởi. Tùy tiện hiểu một chút y thuật thì chính là y thuật nghịch thiên sao?
Một thầy thuốc của Côn Luân Hư đi đến giới thế tục cũng có thể giết một danh y, thần y của các cô trong nháy mắt. Phùng trưởng lão mặt đầy kiêu ngạo, nhớ kỹ, trở thành đệ tử của Phản Âm Cốc tôi thì đừng có cả ngày bày ra dáng vẻ chưa trải sự đời. Hàn Nguyệt nhướng mày. Thái độ phùng trưởng lão khiến cô ta có chút không thoải mái. Dù sao cũng là cô cả nhà họ Hàn, đột nhiên trở thành một đệ tử bình thường của Phản Âm Cốc. Thân phận có chút không thích ứng. Bốp! Đột nhiên, một cái tát giáng xuống, đánh Hàn Nguyệt ngã ngồi trên đất. Toàn thân cô ta ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn phùng trưởng lão, trong con ngươi có lửa giận, phùng trưởng lão, bà. Bà cái gì mà bà? Phùng trưởng lão lạnh lùng, tôi đang nói chuyện, cô cau mày cái gì? Không phục. Hàn Nguyệt vội vàng nói, không dám. Tôi biết cô cũng không dám. Phùng trưởng lão cười lạnh, còn một chuyện. Hàn Nguyệt kinh hãi, phùng trưởng lão, bà nói đi. Phùng trưởng lão lạnh lùng, cô thích cái tên thần y chó má kia. Hàn Nguyệt hốt hoảng, tim đập thình thịch. Vội vàng lắc đầu, tôi không có. Ha ha, không cần mạnh miệng, chút tâm tư kia của cô tôi liếc mắt là có thể nhìn thấu, phùng trưởng lão cười thâm ý. Cô gái của Phản Âm Cốc không thể động lòng với người ngoài. Nếu để tôi tìm ra chứng cứ chứng minh cô thích hắn, vậy tôi sẽ thuận tay giết hắn luôn. Đúng lúc này, sau lưng một giọng nói nhàn nhạt truyền tới, tôi ưu tú như vậy, được người khác thích là bình thường. Nhưng bà muốn giết tôi, thì bà không đúng rồi. Kẻ nào? Phùng trưởng lão kinh ngạc, vội quay đầu. Kinh ngạc phát hiện đám người Diệp Bắc Minh đang đứng phía sau. Là cậu. Phùng trưởng lão mặt già nua trầm xuống, híp mắt, nhóc con, cậu dám theo dõi người của Phản Ân Cốc chúng tôi. Trần Lê Y lạnh lùng nói, cái gì mà theo dõi bà? Thành Võ Đế đi vào thì cứ là con đường như vậy, bà có thể đi, chủ nhân nhà tôi thì không thể sao? Nét mặt già nua của phùng trưởng lão trầm xuống, nhóc con, miệng lưỡi sắc bén đó, ai cho phép cô dùng thái độ này nói chuyện với tôi? Thu Nhã, đi lên và miệng. Dạ. Một cô gái trẻ phía sau đi lên, giơ tay đánh về phía mặt đẹp của Trần Lê Y. Vô cùng kiêu căng phách lối. Vương Thu Nhã. Tu vi võ linh đỉnh phong. Tốc độ của cô ta cực nhanh. Với cảnh giới của Trần Lê Y, căn bản không phản ứng kịp. Soạt. Trong phút chốc, một bóng người xuất hiện, ngăn cản trước mặt cô ta. Túm cổ tay Vương Thu Nhã, một cước đạp bay, đập trên mặt vách tường, hóa thành xương máu. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt mở miệng, thị nữ của tôi mà cũng dám đánh. Trần Lê Y ngưỡng mộ nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh, chủ nhân. Thời điểm cô ấy ở nhà họ Khương cũng không có loại đãi ngộ này. Chủ nhân ra tay vì người làm. Sao có thể chứ? Cô ấy có chút cảm động. Cậu! Phùng trưởng lão ngơ người, không ngờ Diệp Bắc Minh lại giết người dứt khoát như vậy. Bà ta ngang ngược quen rồi. Ỷ vào thân phận tông môn trong Côn Luân Hư, tưởng rằng ai cũng sợ bà ta. Không ngờ lại đá vào tấm sắt. Soạt! Những đệ tử khác của Phản Âm Cốc mặt đầy khiếp sợ, vô cùng kiêng kỵ rút vũ khí mang theo bên người ra. Hàn Nguyệt ngây ra, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Phùng trưởng lão kịp phản ứng. Khóe miệng co quắp, giỏi lắm nhóc con, dám giết hại người của Phản Âm Cốc. Tự tìm cái chết. Bà ta bước ra, mang theo kình phong khủng, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Một trường vỗ về phía đầu Diệp Bắc Minh, sát khí bùng nổ. Phụt. Diệp Bắc Minh tiện tay ấn, đầu ngón tay bộc phát ra một đường kình khí, trực tiếp đánh thủng bàn tay phùng trưởng lão. A! À. Phùng trưởng lão kêu thảm một tiếng, vội vàng thu tay về. Bùm. Diệp Bắc Minh một cước đá bà ta lộn mèo trên đất, vừa định bò dậy, một chân giẫm vào đầu bà ta. Một luồng cảm giác nhục nhã truyền tới. Phùng trưởng lão sắp phát điên rồi, nét mặt già nua nóng hừng hực. Phùng trưởng lão, một đám nữ đệ tử của Phản Âm Cốc mặt đẹp biến sắc, toàn bộ hét lớn. Những võ giả khác trên đường phố cũng phát hiện ra động tĩnh bên này, rối rít nhìn sang. Đó không phải là Phạm trưởng lão của Phản Âm Cốc sao? Bà già này ỷ bản thân đến từ Côn Luân Hư, cậy mạnh ngang ngược, vậy mà có người có thể trừng trị được bà ta. Mau đi xem. Rất nhiều võ giả kinh ngạc xông tới. Ai vậy, trẻ quá. Nhìn vẫn chưa tới 25 tuổi, hắn lại có thể đánh bại được phùng trưởng lão. Đây không phải là Diệp Bắc Minh sao? Có người nhận ra Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, hắn chính là Diệp Bắc Minh.
rất nhiều võ giả kinh hãi, chuyện xảy ra ở đại hội võ đạo của tỉnh Bảo Đảo đã gây nên chấn động rất lớn trong giới võ đạo. Nhưng được tận mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh không có bao nhiêu người. Mày, nhóc con, mày dám đối xử với tao như vậy? Phùng trưởng lão xấu hổ hét lớn, giọng nói dữ tợn, mẹ, bà đây đến từ phản âm cốc Côn Luân Hư, mày dám. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm một chữ. Một cước rơi xuống, âm thanh dừng lại. Đầu phùng trưởng lão như quả dưa hấu nổ tung. Toàn thân đám người phản âm cốc xoay người bỏ chạy, biến mất sâu trong đám người. Chỉ còn lại Hàn Nguyệt ngồi dưới đất, người run rẩy không ngừng. Đường Thiên Ngạo kinh hãi chạy tới, Tổng hội trưởng Diệp, thành võ đế không cho phép võ giả đấu riêng với nhau. Xong rồi, chúng ta chọc phải phiền toái lớn. Đám trưởng lão hiệp hội võ đạo khóc không ra nước mắt. Cả người run rẩy, nghĩ đến hậu quả đáng sợ. Giết người bên trong thành võ đế một khi bị người canh giữ gia tộc truy cứu, bọn họ sẽ cùng bị luận tội. Vạn Lăng Phong rất bình tĩnh, sợ cái gì, chủ nhân chính là kiểu tính khí này. Các người ở bên cạnh thiếu chủ thêm mấy ngày thì biết. Lâm Thương Hải cười hắc hắc. Mặc dù hai người rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng nhiệt huyết sôi trào. Giết người bên trong thành võ đế, cảm giác coi thường quy tắc. Con mẹ nó quá sảng khoái. Ai? Đường Thiên Ngạo dậm chân tại chỗ, vô cùng lo lắng. Xong rồi, xong đời. Những người canh giữ để duy trì quy định của thành võ đế, dưới cơn nóng giận, hiệp hội võ đạo có thể phải giải tán. Những trưởng lão của hiệp hội võ đạo sốt ruột giống như con kiến trên chảo nóng. Diệp Bắc Minh nhìn đám người Đường Thiên Ngạo, đừng lo lắng. Dù sao tôi cũng muốn giết người canh giữ. Cái gì? Tổng hội trưởng Diệp muốn giết người canh giữ? Mẹ kiếp! Giây tiếp theo. Đám người Đường Thiên Ngạo há hốc miệng giống như gặp quỷ, con người như sắp rớt ra ngoài. Bọn họ không biết mẹ Diệp Bắc Minh bị người canh giữ đuổi giết, chỉ dựa vào suy nghĩ Diệp Bắc Minh muốn giết người canh giữ này, chắc chắn khiến người ta sợ hãi. Tổng hội trưởng Diệp, tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên thảo luận kỹ hơn. Ông Trịnh xoay người chạy, tôi quay về trước. Đúng đúng đúng, thảo luận kỹ hơn. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu. Tổng hội trưởng Diệp, tôi quyết định từ chức trưởng lão hiệp hội võ đạo, ông Chu vội nói. Ông Giang nói, tôi rút lui khỏi giang hồ. Ông Dư gật đầu, tôi cũng muốn rút. Giang hồ chém giết nhàm chán quá, Tổng hội trưởng Diệp, chúng tôi cáo từ. Đám người ông Trịnh, ông Chu, ông Giang, ông Dư sợ hãi không quay đầu lại. Chạy như một cơn gió ra khỏi thành võ đế. Đường Thiên Ngạo nghẹn họng, ông Trịnh, ông Chu, ông Dư, các người, khoan hãy đi. Một trận gió lạnh thổi qua. Không một ai quay đầu. Ngoài phó hội trưởng Đường Thiên Ngạo. Các trưởng lão chạy hết. Diệp Bắc Minh buồn cười. Cuối cùng anh đã biết hiệp hội võ đạo vì sao lại hỗn loạn, bao năm rồi không có khởi sắc. Liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, Lê Y. Cô đưa cô ấy tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lăng Phong, Lâm Thương Hải, chúng ta đi Vạn Bảo Lâu. Rõ. Ba người đáp lại. Lúc này, trên đường đi về phía thành võ đế. Vua Tây Vực Tào Anh ngồi trong xe, nhìn vào video trong máy tính bảng. Một tướng quân quỳ xuống, vương thượng, chính là đoàn xe này. Tổng cộng 6 chiếc xe sớp, thân phận của bọn họ rất thần bí. Ngồi máy bay tư nhân đáp xuống thành phố lân cận, sau đó đi về phía thành võ đế. Trên đường gặp phải tiểu vương gia bọn họ, nên đã xảy ra thảm kịch. Tào Anh nhìn chằm chằm 6 chiếc xe sớp trong video. Trong mắt đều là tia máu. Xuyên qua cửa kính xe có thể nhìn thấy một vài bóng người mơ hồ. Trong xe tràn ngập bầu không khí giết người mạnh mẽ. Một lát sau, giọng nói lạnh băng của Tào Anh truyền tới, tất cả mọi người trong này đều phải chết. Diệt hết 10 tộc của bọn chúng. Tôi muốn bọn họ biết, dám giết con trai của Tào Anh, toàn tộc cùng nhau xuống địa ngục. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của lính trinh sát báo, vương thượng, trước mặt xuất hiện 5 chiếc xe sớp. Giống, y đúc với xe của người đã giết tiểu vương gia. Tào Anh gầm lên, con mẹ nó, giết con trai tao còn dám rời khỏi thành võ đế. Cản lại cho tôi. Lúc này, ông Trịnh. Ông Chu, ông Giang, ông Dư ngồi trong xa. Nghĩ mà sợ. Ông Chu bốc hỏa, vỗ ghế bằng da thật, con mẹ nó, Diệp Bắc Minh này quả đúng là quá điên cuồng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ai muốn chơi với hắn chứ?
Ông Giang gật đầu, ai nói không phải chứ, giết người trong thành võ đế, quả thật là điên rồi. Ông Dư cau mày, đắc tội với người canh giữ gia tộc, chúng ta sẽ không gặp phiền phức chứ. Ông Trịnh nói, không cần lo lắng, quay về tôi tìm chút mối quan hệ, lập tức rút lui khỏi Hiệp hội Võ Đạo. Hiệp hội Võ Đạo rách nát này, một ngày tôi cũng không muốn ở lại. Đám ngu đần đó, đi theo Diệp Bắc Minh sớm muộn gì cũng chết. Mẹ kiếp! Mấy lão giả không hề để ý hình tượng, tức miệng chửi lớn. Kít! Bỗng nhiên! Một cước thắng gấp, mấy người đụng vào hàng ghế trước. Bọn họ đang định nổi giận, giọng nói hoảng sợ của tài xế truyền tới, mấy vị trưởng lão, chúng ta bị bao vây. Cái gì? Trưởng lão nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy đại quân ùn ùn kéo đến. Một lá cờ vương đón gió tung bay. Cờ của vua Tây Vực. Đây là cờ vương, vua Tây Vực đích thân đến. Con người mấy người co lại. Mặt già nua trắng bệch. Đám người ông Trịnh, ông Chu, ông Giang, ông Từ bị bắt, áp giải đến trước mặt vua Tây Vực. Quỳ xuống. Quát lớn. Ông Chu tính khí nóng nảy phản kháng. Tôi là trưởng lão của Tổng hội Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc. Dù ông là vua Tây Vực cũng không thể bắt tôi tùy ý quỳ được. Một lão giả sau lưng vua Tây Vực Tào Anh giơ tay giáng một cái tát xuống, Hiệp hội Võ Đạo. Thứ rác rưởi gì vậy? Một luồng khí tức kinh khủng chèn ép xuống. Hai chân ông Chu mềm nhũn, đầu gối đập xuống đất, lập tức nổ bùm. Ông Chu đau đớn kêu gào thảm thiết. Các người còn không quỳ, con người lão giả trầm xuống. Mười mấy người ông Trịnh, ông Giang, ông Dư bị dọa cho quỳ sụp xuống đất. Giống như chim cút. Nét mặt già nua trắng bệch, nơm nớp lo sợ. Con người Tào Anh lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào đám người, chính các người đã giết con trai Tào Sảng của tao. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tim co thắt. Ông Trịnh kịp phản ứng, vội nói, vua Tây Vực, chúng tôi không hề ra tay giết con trai ông. Thực tế chuyện này cũng không liên quan đến chúng tôi. Tào Anh cười lạnh, không liên quan đến chúng mày. Ông Giang giành nói trước, đúng vậy, chúng tôi không hề ra tay. Là Diệp Bắc Minh kia làm, là Diệp Bắc Minh giết tiểu vương ra. Chúng tôi vốn không ra tay. Đúng đúng đúng, vua Tây Vực, mong ông Minh xét. Ông Dư không ngừng dập đầu tại chỗ. Diệp Bắc Minh, trong mắt vua Tây Vực thoáng qua vẻ kinh ngạc. Là hắn? Sao có thể như vậy? Thân là vua Tây Vực, tin tức thông thạo, sao có thể không biết Diệp Bắc Minh? Nhưng ông ta thế nào cũng không ngờ là Diệp Bắc Minh giết con trai mình. Ông Trịnh đề nghị, Diệp Bắc Minh đã tiến vào thành võ đế, chúng tôi có thể theo ông cùng đi. Vua Tây Vực mặt đầy sát khí lắc đầu, không cần, nếu đã biết hung thủ là ai, các người cũng không cần thiết phải sống nữa. Hạ lệnh, chém. Mấy chục thân binh tiến lên, giơ tay chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Mười mấy cái đầu vứt lăn lóc sang một bên. Đám người ông Trịnh mãi đến lúc chết trên mặt vẫn lưu lại biểu cảm hối hận. Sớm biết như vậy đã không rời khỏi thành võ đế. Đáng tiếc đã không còn thuốc hối hận. Vua Tây Vực cũng không thèm nhìn thi thể đám người ông Trịnh, đi, đi thành võ đế. Từ từ, lão giả kia mở miệng, nhíu mày nhìn vua Tây Vực, Diệp Bắc Minh này không phải nhân vật đơn giản, cần phải chuẩn bị chu toàn. Thiên phú tập võ của hắn rất kinh khủng, theo như tôi biết hắn đã từng tiến vào Uy Quốc, chém Huy Hoàng. Tiến vào Ưng Quốc. Một kiếm chém rơi ghế vua của Ưng Hoàng, khiến Ưng Quốc không dám làm ầm ĩ. Theo tin tức đáng tin cậy mới nhất, nửa tháng trước, Diệp Bắc Minh còn xông vào thủ đô Lang Quốc, chém chết một vị thượng tướng 5 sao của Lang Quốc ngay bên ngoài hạ nghị viện. Cộng thêm đại hội võ đạo của tỉnh Bảo Đảo lần trước, một mình Diệp Bắc Minh giết mười mấy trọng tài võ tôn trong nháy mắt. Tu vi của người này là một ẩn số. Lão giả nói như thuộc trong lòng bàn tay. Nói xong lời cuối. Gần như là nói một chữ lại ngừng, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Bất kỳ một chiến tích nào rơi vào người khác sẽ danh chấn Long Quốc. Chứ đừng nói là tất cả chiến tích đều ở trên người Diệp Bắc Minh. Càng thêm dọa người. Vua Tây Vực cau mày, ông Tiêu, ông thân là võ thánh, lẽ nào còn sợ Diệp Bắc Minh sao? Lão giả tên là Tiêu Long Cơ, là người canh giữ gia tộc đến từ nhà họ Tiêu. Tiêu Long Kỳ cau mày, người này không đơn giản. Thiên tài giới võ đạo, qua mỗi một khoảng thời gian thì sẽ văng ra một người. Nhưng người giống như hắn, không có thất bại, cũng rất kinh khủng. Hơn nữa,
hắn đã từng biến mất 5 năm, 5 năm trước hắn vẫn là một phế vật. 5 năm sau, hắn quay lại với thực lực khủng khiếp, chẳng lẽ ông không tò mò? Sắc mặt vua Tây Vực cũng hơi trầm xuống, ông Tiêu có phải đã biết gì không? Tiêu Long cơ cười đầy thâm ý, vua Tây Vực, ông còn nhớ 23 năm trước đã từng có một người phụ nữ tiến vào thành võ đế không? Đương nhiên nhớ, người phụ nữ đó. Trong con người vua Tây Vực thoáng qua một tia sợ hãi. Hắn có liên quan gì đến người phụ nữ này? Tiêu Long cơ đưa đến một chiếc điện thoại di động, ông xem đi thì biết. Ồ! Vua Tây Vực nghi ngờ, cúi đầu nhìn. Là ảnh của Diệp Bắc Minh. Khi vua Tây Vực nhìn thấy tấm hình này, con người có rút kịch liệt. Cổ tay run rẩy, thiếu chút nữa ném điện thoại đi, hình như, giống nhau như đúc, dáng dấp hắn giống như đúng người phụ nữ kia. Không sai, Diệp Bắc Minh chính là con trai của người phụ nữ kia, Tiêu Long cơ gật đầu. Giây tiếp theo, mặt vua Tây Vực hiện lên tia chấn động, kinh ngạc, bất ngờ, còn có không dám tin. Các loại biểu tình thoáng qua rồi biến mất. Thay vào đó là sự tham lam bao trùm, Diệp Bắc Minh có thực lực này cũng không thoát khỏi liên quan đến mẹ hắn. Nhất định hắn có phương pháp tu luyện đặc thù, nếu không làm sao có thể trong 5 năm tạo ra truyền kỳ tu luyện nghịch thiên như vậy. Ông Tiêu, nếu như lấy được phương pháp tu luyện trong tay Diệp Bắc Minh, ông nói xem chúng ta. Tiêu Long cơ cười một tiếng, vua Tây Vực, nhà họ Tiêu chúng tôi cũng nghĩ như ông vậy. Lấy được bí mật trên người Diệp Bắc Minh, nhà họ Tiêu tiến vào Côn Luân Hư, ông có được thiên hạ. Ha 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 ha, vua Tây Vực ngửa mặt lên trời cười lớn, đồng ý. Con người ông ta đông cứng lại, nhìn về phía thành võ đế, triệu tập hàng triệu đại quân. Bao vây thành võ đế cho tôi. Diệp Bắc Minh, mày mọc cánh cũng khó mà thoát được. Cùng lúc đó, trước Vạn Bảo Lâu, kiến trúc hùng vĩ, phong cách cổ xưa, xa hoa giống như hoàng cung thời cổ đại. Đường Thiên Ngạo chỉ vào Vạn Bảo Lâu, Tổng hội trưởng Diệp, đây chính là Vạn Bảo Lâu. Đây là nơi nguy hiểm, tôi cho rằng vẫn nên thảo luận kỹ hơn rồi nói sau. Đến trước Vạn Bảo Lâu, Đường Thiên Ngạo lại bỏ cuộc. Chỉ ông ta mới biết, Vạn Bảo Lâu đáng sợ đến nhường nào. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu Vạn Bảo Lâu từng là sản nghiệp của Hiệp hội Võ Đạo, bây giờ tôi lại là Tổng hội trưởng Hiệp hội, về tình về lý cũng nên để ý chuyện này. Lời vừa dứt, một bóng hình bước ra ra Vạn Bảo Lâu, đây là một cô gái khoảng chừng 27, 28 tuổi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, Võ Thánh Đỉnh Phong. Võ Thánh Đỉnh Phong. Chân mày Diệp Bắc Minh nhướng lên. Đường Thiên Ngạo kinh hãi, Tổng hội trưởng Diệp, cô ấy chính là lâu chủ của Vạn Bảo Lâu, Lăng Thi Âm. Hai người Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải cũng nhìn nhau. Một luồng áp lực cực lớn phả vào mặt. Diệp Bắc Minh nhìn Lăng Thi Âm, mạnh mẽ nói, bắt đầu từ bây giờ, Vạn Bảo Lâu bị thu hồi, Tổng bộ Hiệp hội Võ Đạo sẽ quản lý. Phó hội trưởng Lăng không có ý kiến gì chứ? Cái gì? Đường Thiên Ngạo ngây ngừa. Hít một hơi lạnh. Ông ta biết Diệp Bắc Minh rất mạnh, nhưng không ngờ Diệp Bắc Minh lại mạnh như vậy. Lăng Thi Âm chính là Võ Thánh Đỉnh Phong. Người phụ nữ này trong 20 năm ngắn ngủi liền từ Võ Hoàng trở thành Võ Thánh Đỉnh Phong, quá đáng sợ. Lăng Thi Âm sửng sốt một chút, trơ cháo không cười, Tổng hội trưởng Diệp quả như lời đồn, quá phách lối. Nếu Tổng hội trưởng Diệp muốn thu hồi Vạn Bảo Lâu, chỉ bằng theo tôi vào nói chuyện. Nói xong. Vạn Bảo Lâu thuộc về cậu. Diệp Bắc Minh cười, đang có ý này. Sải bước đi vào Vạn Bảo Lâu. Vạn Lăng Phong Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo cũng chuẩn bị vào theo. Đứng lại. Thuộc hạ của Lăng Thi Âm ngăn ba người lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.